hai người bản năng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, hình sử đại nhân không có khả năng đánh giết hạ giới bên trong người, càng không khả năng đi khó xử thiên tinh giới phạm nhân A kia làm mất thân phận A, vậy chỉ có thể là mưu kế, nghĩ lừa hắn đi ra. Bất luận như thế nào, bên ngoài đã có người cầu cứu rồi, giang giật không có khả năng ngồi yên không lý đến, hắn cùng mạnh nanh truyền âm giao lưu một hồi, quyết định mở ra một đầu phi thường nhỏ thông đạo, mở ra một cái điểm, sau đó để mạnh nhanh đi lặng yên dò xét thoáng cái, truyền âm hỏi thăm tình hình bên dưới huống. Giang giật tâm niệm khóa chặt thiên tinh giới, mở ra một cái phi thường nhỏ điểm, cái giờ này giang giật cũng không thể ra ngoài, coi như hình sử đại nhân tại thiên tinh giới đoán chừng cũng vào không được. Mà lại, đi qua hơn một tháng thời gian, giang giật thế giới thiên địa chi lực tăng trưởng tốc độ rất không tệ. Giang giật cũng không phải là rất e ngại hình sử đại nhân, giống như hình sử đại nhân dám đi vào, hắn mặc dù không có hoàn toàn nắm chắc đánh giết hình sử đại nhân, nhưng rất có hy vọng có thể trấn áp hắn. Mạnh nanh thần thức theo đầu kia tiểu thông đạo dò xét ra ngoài, hắn tại thiên tinh giới quét một lần cũng không có bất luận phát hiện gì. Thiên tinh giới phi thường yên tĩnh, cũng không có minh tộc, cũng không có thượng tiên hoặc là hình sử đại nhân. Sao trì thượng tiên cùng cô phi thượng tiên tại cái kia điểm ra hiện về sau, lập tức thu hồi thần thức. Các nàng đều tinh tường giang giật cùng mạnh nanh cùng một chỗ, các nàng giống như tiếp tục dò xét, có thể sẽ bị mạnh nhanh phát giác. Ta đến dò xét, cô phi thượng tiên xếp bằng ở hư không bên trong, cả người đều biến thành trong suốt, ánh mắt của hắn lại bày ra đến dọa người, đương nhiên thiên tinh giới phía ngoài phổ thông quân sĩ không nhìn thấy. Cô phi thượng tiên vận dụng độc môn thần thông, hắn có thể từ bên ngoài nhìn thấu thiên tinh giới hết thảy, tựa như tiên linh kính, người ở bên trong bao quát mạnh nhanh cũng sẽ không có bất kỳ phát giác. Giao chỉ thượng tiên nhẹ gật đầu, an tĩnh chờ đợi, giang giật cùng mạnh nhanh không ra được lời nói hai người sẽ không động thủ. Nàng lặng yên đưa tin cho hình sử đại nhân, cái sau cưới tiên trận một đường hướng bên này chạy đến, đoán chừng mười mấy hơi thở thời gian liền có thể đuổi tới. Giống như giang giật hoặc là mạnh nanh dám ra đây, sẽ trong nháy mắt bị bọn hắn chân áp cầm xuống hoặc là đánh giết. Mạnh nanh cùng giang giật không có ý định ra, mạnh nanh dò xét một trận thần thức khóa chặt thiên phượng đại đế dò hỏi chuyện gì. Mạnh đại nhân, thiên phượng đại đế tinh thần nhất chấn, vội vàng đem tình huống truyền âm cho mạnh nanh, trước trước sau sau, tất cả tình huống đều nói một lần. Ông, truyền âm về sau, Giang giật đột nhiên đem cái điểm kia đóng lại, không có cho mọi người có bất kỳ chỉ thị. Thiên phượng đại đế bọn người kiên nhẫn chờ đợi, bọn họ cũng đều biết Giang giật khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp. Giang giật cùng mạnh nhanh trao đổi một phen, hai người khóe miệng rất nhanh lộ ra lạnh ý, theo những tin tình báo này bên trong hai người phân tích ra rất nhiều vấn đề. Những này minh tộc tiềm phục thuật tuyệt đối là thượng tiên giáo, mà lại không phải hình xử đại nhân một người, lần này rõ ràng có một ít thượng tiên đi theo giới, nếu không không có khả năng tại nhanh như vậy thời điểm dậy nhiều như vậy minh tộc học được tiềm phục thuật. Giang giật xem ra hình xử đại nhân bị ngươi nhanh bước điên rồi. Mạnh nhanh đùa cợt cười nói, hắn khẳng định ám chỉ thủ hạ có thể sử dụng một chút thủ đoạn, chỉ cần không công khai vi phạm thiên quy là được. Thủ đoạn này hoàn toàn chính xác rất ác độc, bọn hắn chuẩn bị cầm sở hữu vạn tượng tiểu giới sinh linh bước ngươi ra ngoài a. Giang giật tự nhiên minh bạch nội tâm dâng lên vô hạn tức giận. Hắn vi phạm với thiên quy, phá hủy quy tắc, đánh hình xử đại nhân mặt. Hình xử đại nhân muốn bắt hắn, muốn giết hắn không gì đáng trách. Đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn đấu cái người chết ta sống, hình xử đại nhân có thể bắt lấy hắn, giết chết hắn, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Hình xử đại nhân lại làm cho ức vạn sinh linh chết đi dùng để buộc hắn ra ngoài, mỗi lần qua từng phút từng giây, đều có vô số sinh linh bị ma hóa, biến thành cái xác không hồn, linh hồn yên diệt. Tiên vực tiên nhân thiên tiên kia là cao cao tại thượng chúa tể, là thiên, có thể đại biểu thiên đạo. Hiện cái này thiên đạo rõ ràng bất công, vì đối phó hắn một tiểu nhân vật, để ức vạn nhân tộc yêu tộc chết đi, để sinh linh đổ thán. Giang giật trước đó chưa bao giờ từng nghĩ đối phó thượng tiên, đối phó thiên tiên, càng không nghĩ tới trận đánh giết thượng tiên thiên tiên. Nhưng giờ khắc này nội tâm của hắn giấy lên lửa giận hừng hực, thiên đạo bất công, hắn chuẩn bị. Đốt đi mảnh này thiên, chương 2161, tiểu tử này điên rồi. Cái này hơn một tháng qua, Giang Giật cũng không có đi hoàn thiện hắn thế giới thông thiên đại trận, bởi vì hắn sợ hình sử đại nhân thời khắc đang dám thị hắn, sở dĩ hắn lựa chọn đi lĩnh hội. Lĩnh hội cái gì đâu, đi cảm giác ngộ thiên địa pháp thì rõ ràng không có ý nghĩa, coi như hắn tu luyện tới ngụy đế cấp, phong đế cấp, bất quá chỉ là mượn nhờ thiên địa chi lực thôi. Hắn đều có thể trưởng khống thiên địa chi lực, đi tham ngộ thiên địa pháp thì kia là lãng phí thời gian. Hắn lựa chọn tham ngộ thiên địa chi lực cách dùng, thiên địa chi lực diệu dụng vô tận, thượng tiên đều có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Thực lực bọn hắn tiến bộ phương hướng, một cái là xem cảnh giới, cảnh giới cao liền có thể trưởng khống càng nhiều thiên địa chi lực, đệ nhị dĩ nhiên chính là thiên địa chi lực cách dùng. Giang giật trong khoảng thời gian này lĩnh hội phương hướng liền là thiên địa chi lực cách dùng, mà lại rất có hiệu quả. Hắn có một cái bất luận kẻ nào đều không thể so sánh ưu thế, một cái liền hình sử đại nhân đều so sánh không bằng ưu thế, hắn có một cái thế giới. Bằng vào thế giới này, hắn có thể qua lại đi hồng mông thế giới bất kỳ địa phương nào, trước kia là chỉ có thể đi đi qua địa phương, lại là có thể đi nhận trước địa phương nào, chỉ có thần thức có thể cảm ứng được địa phương. Sự thật chứng minh, chỉ cần hắn đóng lại thông đạo, hình sự đại nhân là tuyệt đối tìm không thấy hắn, cũng vào không được thế giới này. Nếu không hơn một tháng thời gian, hình sự đại nhân đã sớm giết vào đây. Đây là phi thường nghịch thiên, cũng cho Giang giật đầy đủ tự vệ tiền vốn. Giang giật một khi cảm giác tình huống không đúng lập tức có thể lui vào thế giới của mình, hắn tùy thời có thể dùng xuất kích, tùy thời có thể dùng rút lui, đây chính là hắn ưu thế tuyệt đối. Sở dĩ cái này hơn một tháng thời gian, hắn lựa chọn phối hợp chính mình cái này thế giới, lĩnh hội tự vệ thần thông. Mạnh nanh không có truyền thuộc tiên thuật cho hắn, nhưng một mực tại cho hắn đề điểm, hắn tại cái này hơn một tháng thời gian cũng tìm hiểu một chút thần thông, một chút tự vệ thần thông. Những này thần thông để giang giật lực lượng tăng nhiều, hắn trọn vẹn trầm tư sau nửa canh giờ, đột nhiên mở ra một đầu tiểu thông đạo, bất quá cái thông đạo này là liên tiếp thiên tinh giới bên ngoài. Thần trí của hắn trước tiên dò xét ra ngoài, điều động một chút thiên địa chi lực hướng hư không bên ngoài ba động mà đi, căn cứ ba động hắn đơn giản cảm ứng được ba bóng người, chính là hình sử đại nhân cùng hai vị thượng tiên. Ừ, hình sử đại nhân cùng hai vị thượng tiên sừng sướng ở trong hư không, hư không bên trên xuất hiện một cái điểm nhỏ, sau đó một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện, bọn hắn tự nhiên đều cảm ứng được. Giang giật, cảm ứng được khí thức quen thuộc, hình sử đại nhân đôi mắt trở nên lạnh, không bằng hắn cũng không có động thủ, cũng không muốn lấy đi công kích cái giờ này, hắn biết rõ Giang giật đã đến dò xét bọn hắn, khẳng định là muốn đàm phán. Ông, quả nhiên, một cái bóng mở ở trong hư không ngưng kết, chính là Giang giật, phụ cận rất nhiều quân sĩ nhìn thấy Giang giật hư ảnh sau lập tức sợ hãi quỳ xuống. Cái này hư ảnh liền là Giang giật gần nhất cảm ngộ bảo mệnh thần thông một trong, hắn bản tôn ở thế giới bên trong. Dùng thiên địa chi lực ngưng tụ một cái hư ảnh, mặc dù cũng không có quá lực lượng cường đại, nhưng thuận tiện rất nhiều. Đều lui ra phía sau vạn lý, hư ảnh khoát tay áo, quân sĩ không ai dám ngỗ nghịch giang giật bay vụt trở ra, giang giật hư ảnh ánh mắt nhìn qua phía trước, lạnh giọng nói ra, hình sử đại nhân, hai vị thượng tiên, ra gặp một lần đi. Ông, không gian có chút ba động, ba đạo nhân ảnh ngưng hiệt, hình sử đại nhân ánh mắt khóa chặt giang giật nói, giang giật, làm cái hư ảnh ra ngoài làm gì người bản tôn làm sao không dám ra đến cùng bản tọa thấy một lần còn có mạnh nhanh, có thể tránh một ngày có thể tránh cả một đời mạnh nhanh ngươi sớm muộn muốn về tiên vực, chẳng lẽ trở về tiên vực ngươi cũng có thể tránh. Tiên vực, Giang giật cười lạnh, đùa cợt nói ra, hình sử đại nhân ngươi còn có mặt mũi nâng tiên vực, tiên vực mặt đều cho ngươi mất hết. Tiên vực, cỡ nào thần thánh địa phương, nơi đó có vô số tiên nhân, đều là đắc đạo chân tiên, đều có được hằng cổ lâu dài sinh mệnh, trường sinh bất tử, là toàn bộ thế giới nhất tồn tại cường đại, đại biểu cho thiên đạo vĩnh viễn xa, là ức vạn vạn sinh linh sùng kính cúng bái cầu nguyện chân tiên mà các ngươi chơi cái gì? Các ngươi thế mà đối vô tội sinh linh động tay, các ngươi thế mà để ức vạn vạn phàm nhân sinh mệnh chết đi. Đừng tìm ta nói cái gì chứng cứ, đừng tìm ta nói các ngươi không có động thủ, các ngươi có thể bực này dơ bẩn ác tha thủ đoạn có thể xứng đáng thượng tiên vực hai chữ có thể đại biểu thiên đạo đại biểu ức vạn sinh linh chúa tể giống như tiên vực đều là các ngươi loại cặn bã này, đều là các ngươi loại này thượng tiên, vậy cái này tiên vực cũng không phải là thánh địa, mà là địa ngục ma giới. Không sai, ta giang giật xúc phạm thiên quy, ta đánh người hình xử đại nhân mặt, các người muốn bắt ta, muốn giết ta cái này đều không gì đáng trách, ta cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Nhưng, mời bằng bản lãnh của các người đến, bằng năng lực của các người thủ đoạn tới. Xin đừng nên đi liên lụy ức vạn vạn, vạn vô tội sinh linh, vậy sẽ chỉ để cho ta xem thường các ngươi sẽ chỉ làm tiên vực hổ thẹn. Giang giật thanh âm cũng không lớn, nhưng ngôn ngữ sục sôi, âm vang hữu lực, chữ chữ châu ngọc, nói đến hình sử đại nhân cùng hai vị thượng tiên nội tâm giận dữ không thôi giang giật đánh chúng vào các nàng chỗ đau mở ra thương thế của các nàng sẹo mỗi một câu nói đều để các nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng không sai bọn hắn là cao cao tại thượng thượng tiên thiên tiên lại không đối phó được một cái hạ giới tiểu nhân vật bị bức phải cầm ước vạn sinh linh đi bức giang giật thủ đoạn này không tốt đẹp lắm chính các nàng đều cảm thấy dọa người nhưng các nàng có khác biện pháp sao giống như không phải vạn tượng tiểu giới chết nhiều người như vậy giang giật sợ là sẽ không ngoi đầu lên a nửa năm sau kinh động ba vị thiên tôn hình sử đại nhân vị trí khó giữ được, sẽ trở thành tiên vực trò cười, hình sử đại nhân chỉ có thể để các vị thượng tiên vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Cứ việc nội tâm xấu hổ, hình sử đại nhân cùng hai vị thượng tiên mặt ngoài cũng không sẽ lộ ra bất kỳ khác thường gì, các nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận những sự tình này là các nàng âm thầm làm. Hình sử đại nhân rất nhanh ổn định tâm thần, lạnh giọng nói ra, giang giật, nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì ngươi nói những này bản tỏa căn bản nghe không hiểu. Bất quá, giống như chính ngươi đi tới, theo ta đi tiên vực công thẩm. Hừ hừ, hình sử đại nhân cuối cùng hừ hừ hai chữ ý vị thâm trường, hình sử đại nhân ý tứ rất rõ ràng giang giật ra đi theo hắn đi tiên vực bị thẩm, những cái kia học được tiên thuật minh tộc quân sĩ sẽ lập tức bị chém giết, hồng mông thế giới hạo kiếp đi qua, thiên phượng đại đế ngụy thiên vương bọn người có thể nhẹ nhõm nhất thống hồng mông thế giới. Giang giật sẽ ra ngoài sao? Nếu là lúc trước, vì hồng mông thế giới ức vạn vạn sinh linh hắn có thể sẽ lựa chọn hy sinh chính mình hắn nhưng căn bản không tin tưởng hình sử đại nhân, trong mắt bọn hắn tất cả sinh linh đều là sâu kiến A à đem chính mình lừa gạt ra ngoài, nơi này sinh linh chết sống bọn hắn làm sao lại để ý. Giang giật dừng một chút, lạnh giọng nói ra, hình sử đại nhân, đây là ngươi bức ta, đã ngươi không muốn để cho ta tốt hơn, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi không dễ chịu lắm. Ngươi, cái này hình sử đại nhân vị trí cũng không cần ngồi. Giang giật hư ảnh biến mất, cái điểm kia đột nhiên biến mất. Cái này tiểu thông đạo hình sử đại nhân dò xét rất nhiều lần, hắn cũng không có nắm chắc tại giang giật quan bế thông đạo trước đó đi vào, sở dĩ một mực không có động thủ, hắn không nghĩ tới giang giật như vậy dứt khoát quả quyết, trực tiếp không nói. Hình sử đại nhân vị trí không cần ngồi, hình sử đại nhân nháy nháy mắt có chút không hiểu, giang giật muốn làm gì hắn có thể làm gì hắn thần thức lập tức hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, dò xét giang giật muốn làm gì. Không tốt, một nén nhang về sau, hình sử đại nhân sắc mặt đại biến, nổi giận giống to tiểu tử này điên rồi, điên rồi. Hắn muốn đem minh giới làm sụp đổ, nhanh đi ngăn cản hắn. chương 2162, giết chết hắn như thế nào? Giang giật thế giới này có thể hấp thu thiên địa linh khí cùng nguyên tố, mặc kệ bất luận cái gì giới diện thiên địa linh khí nguyên tố mất đi quá nhiều, cái này giới diện thiên địa pháp tác hội hỗn loạn, hội không công bằng, sau đó. Sụp đổ, Giang giật đã từng đem thiên yêu giới làm sụp đổ, hắn cũng có thể đem minh giới cho làm sụp đổ, mà lại tốn hao thời gian càng ít. Bởi vì trước kia là thế giới tự chủ hấp thu, lại là giang giật chính mình khống chế hấp thu, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Giang giật thế giới còn tại không ngừng trưởng thành, lại có thông thiên đại trận vững chắc thế giới, hấp thu lên tốc độ nhưng so sánh thiên yêu giới gấp mấy chục lần. Minh giới so thiên yêu giới lớn hơn nhiều, thiên yêu giới ba bốn ngày tự sụp đổ, giống như cho giang giật toàn lực hấp thu, đoán chừng nhiều nhất nửa ngày liền sẽ sụp đổ. Giang giật này sinh ác độc, Hắn ra ngoài đó là một con đường chết, hắn mặc dù có một cái thế giới, nhưng làm sao có thể là hình xử đối thủ của đại nhân mấy cái kia thượng tiên đối phó đều không nhất định có thể thắng. Sở dĩ hắn ra ngoài cứu không được vạn tượng tiểu giới ức vạn con dân, hắn chỉ có một cái biện pháp khiến cho hình xử đại nhân bọn người chính mình đi đánh giết vạn tượng tiểu giới minh tộc. Muốn làm sao mới có thể khiến cho hình xử đại nhân bọn hắn đây này, chỉ có một con đường có thể đi, làm ra động tĩnh lớn, kinh động tiên vực đại nhân vật, lực áp hình xử đại nhân. Để hình sử đại nhân vị trí khó giữ được, hình sử đại nhân âm thầm trợ giúp minh tộc hủy diệt ức vạn sinh linh, giang giật tựu không tin tưởng tiên vực thật mặc kệ, thật sẽ bỏ mặc hình sử đại nhân làm ẩu. Hắn mở ra một đầu to lớn thông đạo ra minh giới phía nam, sau đó khống chế thông đạo hình thành to lớn hấp lực, điên cuồng hấp thu minh giới thiên địa linh khí thiên địa nguyên tố. Điên cuồng như vậy hấp thu, phụ cận không gian lập tức từng mảnh từng mảnh sụp đổ, từng đạo khe nước to lớn xé rách thương khung, mặt đất bốn băng nát thành năm mảnh rất nhiều minh tộc con dân trực tiếp bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn thành bột mịn. Đồng thời theo thời gian trôi qua, vết nứt không gian càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, không gian hắc động, không gian sụp đổ địa phương càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ giới diện sụp đổ. Ông, Giang giật một cái bóng mở tại thông đạo bên ngoài ngưng tụ, từ phía không gian sụp đổ, hắn hư ảnh cũng không có bất cứ chuyện gì. Đây là hắn dùng thiên địa chi lực ngưng tụ, là mới nhất nắm giữ thần thông, thiên địa chi lực không tiêu tan, hắn hư ảnh liền sẽ không tán hắn chỉ cần không ngừng triệu tập một chút thiên địa chi lực liền có thể vững chắc hư ảnh cái này hư ảnh không có quá tác dụng lớn chỗ không có quá mạnh chiến lực nhưng có thể khống chế chút ít thiên địa chi lực bởi vì hư ảnh liền là thiên địa chi lực ngưng tụ giang giật có thể dùng thiên địa chi lực dung hợp phía ngoài thiên địa chi lực tự nhiên là có thể khống chế hắn ngưng tụ cái này hư ảnh ý tứ hết sức rõ ràng dò xét bốn phương tám hướng động tính hắn có thể khống chế thiên địa chi lực hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, thần thức không thể dò xét đến đồ vật, thiên địa chi lực lại có thể dò xét đến. Thiên địa chi lực giống như một đạo gợn nước, hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, phương viên trăm vạn lý tình huống giang giật đều có thể rõ như lòng bàn tay. Đây là giang giật có thể khống chế thiên địa chi lực quá ít, giống như hắn trong thế giới thiên địa chi lực tăng nhiều, hắn có thể khống chế ngoại giới thiên địa chi lực liền có thể vượt qua gấp 10, đến lúc đó có thể dò xét phạm vi sẽ vô hạn gia tăng. Bình thường thượng tiên tiến vào thế giới của hắn, hắn không thèm để ý, hình sự đại nhân hắn không có lượng quá lớn sức nắm kháng, cho nên tuyệt đối không thể mạo hiểm, không thể cho hình sự đại nhân vào đây. Ông, chỉ là một nén dưới hương thời gian, Giang giật phát hiện mặt phía bắc một cái hẻm núi mặt đất sáng lên một đạo quang mang, giống như không phải quang mang này Giang giật cũng không biết nơi này có một cái truyền tống trận. Trong truyền tống trận xuất hiện một cái kim bào trung niên nhân, trên đầu có cái độc giác, đây là hình sử đại nhân tùy tùng một trong, tam bào thai lão đại, Kim Lệ Thượng Tiên. Kim Lệ Thượng Tiên liền tại phủ cận tìm kiếm giang giật hành tung cùng thế giới, hắn thu được hình sử đại nhân truyền âm lập tức liền truyền tống đến đây. Vừa ra trong hạp cốc, hắn thân thể hóa thành một đạo hồng quang hướng giang giật bên này bay vụt mà đến, bốn phía không gian sụp đổ lại chỉ là để tốc độ của hắn có chút trở nên chậm mấy phần, cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thượng Tiên giang giật nhướng mày, hỏi thăm Mạnh Nanh nói, đây có phải hay không là hình sử đại nhân thủ hạ? Mạnh Nanh tùy ý cảm ứng thoáng cái, truyền âm nói là kim lệ hình xử đại nhân thủ hạ một cái thượng tiên có thiết diện phán quan danh sưng tiên vực rất nhiều vi phạm thiên quy thượng tiên đều là hắn ra mặt bắt bao quát ta a à vậy ta hắn bắt được giết chết như thế nào giang giật truyền âm qua trên thân đằng đằng sát khí giết chết mạnh nhanh giật mình lập tức truyền âm nói giang giật ngươi chớ làm loạn a à, vô cớ đổ sát thượng tiên kia là tội chết huống chi người này vẫn là hình luật điện ha 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 giang giật cười ha hả đùa cợt truyền âm nói, dựa theo thiên quy ta sớm hẳn là xử tử, lại muốn đem minh giới làm sụp đổ, càng là tội càng thêm tội. Đã đều là chết, nhiều như vậy giết một cái thượng tiên lại như thế nào? Cũng đúng, mạnh nanh nghĩ nghĩ tựa như là chuyện như thế, không bằng hắn có chút nghi ngờ hỏi, giang giật, người có nắm chắc. Giang giật truyền âm hỏi ngược lại, kim lệ chiến lực như thế nào hắn có thể khống chế bao nhiêu thiên địa chi lực? Mạnh nanh nghĩ nghĩ truyền âm nói, chiến lực tạm được, hẳn là có thể khống chế thiên hồng giới một thành thiên địa chi lực, hắn có ba huynh đệ, liên thủ chiến lực tựu rất khủng bố. Tốt, Giang giật tinh tế tính toán một cái, khóe miệng lộ ra một đạo lạnh ý, hắn không còn truyền âm hư ảnh lạnh băng băng nhìn qua nơi xa, nhìn qua hóa thành phi hồng tới gần nơi này bên cạnh kim lệ. Dừng tay, kim lệ còn tại phương xa tựu bảo hống, Giang giật, dừng tay, giống như cái này giới diện sụp đổ, trên trời dưới đất coi như thiên tiên đều cứu không được ngươi. Như thế việc này làm tức giận ngũ đại tôn sứ đại nhân, chỉ sợ các ngươi thế giới toàn bộ sinh linh đều muốn xử tử ngũ đại tôn sứ thứ đồ gì giang giật không hiểu chẳng lẽ cùng hình sử đại nhân đồng dạng mạnh nanh truyền âm tới mở ra giang giật nghi hoặc ngũ đại tôn sứ đại nhân là tam thập lục thiên tiên xếp hạng năm vị trí đầu đại nhân phân biệt chấp trưởng một phương thiên tôn cơ bản không quản sự tiên vực quyền lực lớn nhất liền là cái này ngũ đại tôn sứ a à nha giang giật cũng mặc kệ cái gì thiên tôn cùng tôn sứ trong lòng hắn tiên vực cũng liền dạng này liền chủ quản hình luật hình sự đại nhân đều như thế còn lại tôn sứ đại nhân cũng không phải vật gì tốt hắn lạnh giọng cùng kim lệ nói ra kim lệ thượng tiên việc này chính là ta cùng hình sự đại nhân ân oán hình sự đại nhân để chúng ta hồng mông thế giới ức vạn sinh linh chết đi hắn bất nhân ta cũng bất nghĩa ta khuyên ngươi không nên nhúng tay việc này nếu không tự gánh lấy hậu quả hư chỉ bằng ngươi dám cùng đại nhân là địch kim lệ khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt trong tay xuất hiện một cái kim tiên, đối giang giật cái này to lớn thông đạo hung hăng bổ tới. Thiên yêu giới không thể sụp đổ, nếu không hồng mông thế giới liên tiếp xuất hiện giới diện sụp đổ, khẳng định sẽ kinh động tiên vực đại nhân vật, đến lúc đó sự tình tựu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Suy suy, cái này một roi tốc độ quá nhanh, thoáng cái tựu bay vụt mà đến, dọc đường chỗ không gian băng liệt đến lợi hại hơn. roi hung hăng đánh chúng vào ngoài thông đạo giang giật hư ảnh, cái này hư ảnh chỉ là thiên địa chi lực ngưng tụ, tự nhiên bị nhẹ nhõm đánh tan. Oanh, roi đánh vào thông đạo phía trên, thông đạo kịch liệt chấn động tiếp lấy chậm rãi biến mất, kia to lớn hấp lực cũng đình chỉ. Thông đạo sụp đổ, Kim Lệ có chút thở dài một hơi, hắn hai cái huynh đệ còn có hình sử đại người lập tức liền sẽ chạy đến, đến lúc đó coi như giang giật một lần nữa ngưng tụ một cái lối đi cũng có thể ổn định đại cục. Suy suy, sau một khắc phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một điểm đen, tiếp lấy điểm đen tiếp tục phóng đại, trong nháy mắt biến thành một cái thông đạo. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hấp lực theo trong thông đạo xuất hiện, còn có một cái thiên địa chi lực ngưng tụ đại thủ gắt gao bắt lấy hắn. A, à, không gian hấp lực kim lệ có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng này chỉ thiên địa chi lực ngưng tụ đại thủ quá kinh khủng, không biết vận dụng bao nhiêu thiên địa chi lực, hắn càng không có cách nào trong nháy mắt tránh thoát, thân thể tự nhiên lập tức bị hút vào trong thông đạo. Đại ca, nơi xa hai thân ảnh bay vụt mà đến, chính là kim lệ hai cái huynh đệ, bọn hắn trơ mắt nhìn thấy kim lệ bị bắt vào trong thông đạo, lập tức bạo hống. Chỉ là, thông đạo thoáng cái thu nhỏ, biến thành một điểm đen, cuối cùng biến mất không thấy. chương 2163, Ngọc Thạch Câu Phần Ông, nơi xa một cái bên trong tiên trận hình sử đại nhân mang theo hai cái thượng tiên xuất hiện, vừa vặn nhìn thấy màn này, hình sử đại nhân lập tức giận tím mặt gầm hét lên, giang giật, ngươi dám. Hắn lại nói xong, giang giật thông đạo tự biến mất, bốn phía không gian sụp đổ có chút hãm lại tốc độ, chỉ ít sẽ không tiếp tục chậm rãi lan tràn ra có hình sử đại nhân bọn người nhẹ nhóm có thể vững chắc, không đến mức để phụ cận không gian tiếp tục sụp đổ, càng sẽ không để minh giới triệt để hủy diệt. Hình sử đại nhân tiếng gầm gừ còn tại khắp nơi quanh quẩn, nhưng thông đạo biến mất, hình sử đại nhân vô kế khả thi, chỉ có thể thần thức nổi giận tại bốn phía dò xét, tìm kiếm giang giật thông đạo. Không có, giang giật không còn có ngưng kết lối đi, hình sử đại nhân chỉ có thể để mấy cái thượng tiên đi vững chắc phụ cận không gian, hắn lấy ra tiên linh kính, khóa chặt giang giật dò xét tra lý mặt tình huống. Hắn vừa mới dò xét, lại phát hiện kim lệ máu me khắp người, giờ phút này còn đã đã hôn mê, bị Giang giật một cái tay nắm bắt cổ. Giang giật trên tay thiên địa chi lực lưu chuyển, giống như hắn khẽ nhúc nhích kim lệ tiên thể đoán chừng hội bạo liệt. Làm sao có thể, hình sử đại nhân kinh hãi, kim lệ một người chiến lực không mạnh, ba huynh đệ liên thủ mới tính không tệ, nhưng nói thế nào đều là thượng tiên, là tiên nhân. Tiên phàm nhìn chỉ có kém một bước, lại là thiên địa khác biệt, Cự Long cùng Sâu Kiến ở giữa khác nhau. Giang giật liền là một con run dế, mặc dù Giang giật có thể trưởng khống thiên địa chi lực, có thể có được cự long thủ đoạn, nhưng không có đi tiên vực, không có tiên thể, vậy vẫn là sâu kiến. Con kiến cỏ này trong nháy mắt trọng thương cầm xuống một cái thượng tiên ngươi nói cái này khiến hình sử đại nhân làm sao dám tin tưởng con mắt của mình. Giang giật ánh mắt giờ phút này mong rằng lấy đỉnh đầu, tựa hồ cảm ứng được hình sử đại nhân ngay tại giò xét hắn, hắn nhếch miệng mỉm cười, lập tức im ắng nói hai chữ, từ miệng hình bên trên nhìn hắn rõ ràng lại nói ngu xuẩn, Oanh, hình xử trên người người lớn tiên lực lưu chuyển, kém chút một quyền đem tiên linh kính cho thẻ phát nổ. Trong mắt của hắn đều là nổi giận, đều là vẻ không dám tin, giang giật làm sao có thể trong nháy mắt trọng thương cầm xuống kim lệ. Trên thực tế, giờ phút này mạnh nanh đều trợn tròn mắt, kim lệ bị giang giật bắt vào đến về sau, giang giật tiện tay vỗ xuống một cái đại thủ ấn liền đem kim lệ làm trọng thương thẻ choáng, sau đó giang giật bay qua một tay cầm xuống kim lệ. Mạnh nanh thần thức khóa chặt kim lệ, đều có chút hoài nghi cái này đến cùng phải hay không thượng tiên làm sao có thể như thế yếu. Chẳng lẽ là cùng cái này quỷ dị thế giới có quan hệ? Thượng tiên là chân chính thượng tiên, mạnh nanh không nghĩ ra chỉ có thể quy công cho cái này quỷ dị thế giới. Hắn nhìn xem giang giật ánh mắt cũng biến thành không giống với lúc trước, giang giật chiến lực tuyệt đối vượt qua thượng tiên, đương nhiên. Là trong cái thế giới này, đi ra khẳng định không so được. Ha 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 ha, giang giật nội tâm cuồng tiếu không thôi, hết thảy đều phi thường hoàn mỹ, hết thảy đều giống như hắn suy đoán. Ở cái thế giới này thực lực của hắn có thể tăng lên 10 lần, bởi vì nơi này là thế giới của hắn, hắn là chúa tể, hắn có một loại thần kỳ uy năng. Thế giới uy năng, trong cái thế giới này chiến lực của hắn tăng lên 10 lần, địch nhân chiến lực lại có thể gấp 10 áp chế, cái này vừa tăng đẻ ép, tranh lệch liền là gấp trăm lần. Hắn có thể trưởng khống thiên địa chi lực vốn là không ít, mặc dù hắn không biết cường đại công kích tiên thuật, không biết dùng như thế nào thiên địa chi lực xảo diệu công kích địch nhân, nhưng lực lượng tuyệt đối phía dưới, căn bản không cần thủ đoạn gì, hắn tự ngưng tụ vô số thiên địa chi lực một trường vỗ dưới, tươi sống đem kim lệ thượng tiên làm trọng thương đập đến đã hôn mê. Thậm chí, giờ khắc này Giang Giật đều muốn đem thông đạo mở ra, để hình sử đại nhân vào đây, nhìn xem có thể hay không chấn áp hắn. Bất quá Giang Giật nghĩ nghĩ, vẫn là không dám mạo hiểm, vạn nhất không chấn áp được, để hình sử đại nhân một chiêu đem hắn thế giới làm sụp đổ, đến lúc đó Giang giới bên trong mấy ngàn tỷ con dân đều phải chết tuyệt giang giật ổn định thoáng cái tâm tình kích động nhắm mắt đứng tại hư không bên trong hắn tỉnh táo phân tích ra sau đó hắn mở ra một đầu phi thường nhỏ không gian thông đạo ở bên ngoài ngưng tụ một cái hư ảnh giang giật giang giật ra giết tình huống bên ngoài đã ổn định lại đương nhiên muốn khôi phục còn cần thời gian kim lệ hai cái huynh đệ nhìn thấy giang giật hư ảnh cùng tiểu thông đạo về sau lập tức nổi giận bay đi muốn động thủ phá hủy thông đạo hoặc là tiến vào thông đạo cứu hắn đại ca dừng tay Hình sử đại nhân diện mục âm trầm quát lạnh một tiếng, hai huynh đệ trở về, không xem qua trong mắt đều là nổi giận cùng sát ý. Nhanh như vậy tựu ngưng tụ hư ảnh chẳng lẽ kim lệ bị giết hoặc là bị vây. Cô Phi cùng giao trì liếc nhau, trong mắt đều là kinh nghi, giang giật giống như không cầm xuống có lẽ đánh giết kim lệ, làm sao có thể có thời gian ngưng tụ hư ảnh ra. Hình sử đại nhân, tình huống người hẳn là thấy được chưa? Giang giật nhìn thấy hình sử trong tay đại nhân cầm tiên linh kính, mỉm cười nói ra, người có tin ta hay không đem kim lệ thượng tiên xé thành thịt nát đâu. Ngươi dám, hình sử đại nhân giận tím mặt, kim lệ hai cái huynh đệ càng là sát khí cuồn cuộn mà ra, cô phi cùng giao chỉ lại lần nữa lướt nhau, trong đôi mắt đều là kinh ý, cái này sâu kiến thật tại ngắn như vậy thời gian bên trong cầm xuống kim lệ. Ta có cái gì không dám, giang giật đùa cợt cười nói, ta cũng dám để minh giới sụp đổ, ta đều chuẩn bị chết rồi, ta còn có cái gì sợ thiên yêu giới sụp đổ ta vốn là tội chết, mình giới sụp đổ ta tội thêm một bậc chết đến mức không thể chết thêm đánh giết một cái thượng tiên tính là gì hình sự đại nhân lặng lẽ giang giật nói là tình hình thực tế đầu óc hắn phi thường chuyển động nghĩ đến biện pháp thần thức lại lặng lẽ dò xét giang giật đầu kia thông đạo nhìn xem có thể hay không đi vào chỉ cần có thể vào bên trong không gian giang giật liền là lòng bàn tay châu chấu làm sao đều không nhảy ra được ngươi muốn như thế nào hắn diện mục âm trầm nói hắn cũng không muốn cùng giang giật đàm phán bởi vì hắn nhất định phải đánh giết giang giật nếu không sớm muộn kinh động năm vị tôn xứ cùng ba vị thiên tôn đến lúc đó vị trí của hắn tự khó giữ được sẽ trở thành thiên vực trò cười đàm phán không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian nghĩ biện pháp đi vào giang giật xào huyệt đánh giết hắn bản tôn giang giật lạnh giọng trả lời rất đơn giản các người đi đem vạn tượng tiểu giới sở hữu minh tộc đánh chết sau đó hồi trở lại tiên vực đi làm các ngươi cao cao tại thượng thượng tiên ta tại hạ giới qua của ta tháng ngày chúng ta ân oán xóa bỏ sự tình trước kia coi như chưa từng xảy ra không được hình sự đại nhân rất quả quyết cự tuyệt nói chúng ta không thể ra tay đánh giết minh tộc kia là lẫn vào hạ giới phân tranh thiên quy tuyệt không cho phép ha 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 giang giật đùa cợt cười to nói các ngươi lúc trước truyền công cho minh tộc lúc làm sao không nghĩ đến thiên quy đâu các ngươi giúp minh tộc không phải lẫn vào hạ giới phân tranh yếu điểm bước mặt a một câu có đáp ứng hay không, không đáp ứng ta tựu giết con tin. Không đến cuối cùng một khắc, Giang giật cũng không muốn cá chết lưới rách, có thể hòa đàm vậy liền không còn gì tốt hơn, nếu không tiên vực truy cứu xuống tới, hắn khó thoát khỏi cái chết. Trực tiếp xuất thủ đánh giết minh tộc không được, cho bản tỏa cân nhắc. Hình sử đại nhân đôi mắt lấp lóe trầm ngâm, Giang giật nội tâm có chút thở dài một hơi, hình sử đại nhân chỉ cần mở ra điều kiện không quá phật, ngược lại là cái gì đều có thể nói. Ừ, mấy hơi thời gian về sau, Giang giật đột nhiên cảm giác hắn ngoài thông đạo mặt không gian có một ít ba động, hắn khống chế phân thân một mực tại điều động thiên địa chi lực dò xét bốn phía, không phải căn bản không thể khai quật. Hình sử đại nhân không nhúc nhích, còn lại thượng tiên cũng không nhúc nhích, cái này ba động là cái gì? Giang giật không rõ ràng lắm, hắn chỉ là bản năng cảm giác được vấn đề, hắn hư ảnh khống chế không gian chi lực đột nhiên hướng phía trước chấn động mà đi, một thân ảnh bị chấn động ra, đúng là một cái khác hình sử đại nhân. Tốt, hình sử đại nhân căn bản là không có nghĩ tới cùng hắn đàm phán, càng sẽ không xuất thủ đi đánh giết phản tượng tiểu giới minh tộc, hắn vẫn nghĩ làm sao đánh giết chính mình, hắn mới vừa rồi là kéo dài thời gian. Giang giật triệt để bị chọc giận, hắn trong nháy mắt đóng lại thông đạo, lưu lại một đạo tiếng gào thét, hình sử đại nhân đây là người bước ta, người không muốn tốt chơi vui, vậy liền ngọc thái câu phần đi. Oanh, Giang giật trong thế giới hắn đại thủ thiên địa chi lực khẽ động, hai tay đột nhiên xé ra, đem kim lệ tươi sống xé rách thành hai bên a à, đại ca, kim lệ ba huynh đệ là tam bào thai, ba người tâm liên tiếp tâm, có thể cảm ứng được đối phương chết sống. Hai vị thượng tiên lập tức gào lên đau xót, thanh âm chấn thiên động địa, quanh quẩn trong thiên địa, thật lâu không ngừng. mươi 2164, bị đặc tôn xử. Chết, mạnh nanh hít một hơi lãnh khí, lần này sự tình tựu thật làm lớn chuyện, tiên vực tuyệt đối sẽ biết rõ. Toàn bộ tiên vực thượng tiên cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 vạn. Mỗi một cái thượng tiên đều có linh hồn ngọc giản, giống như thượng tiên chết đi sẽ lập tức kinh động thiên tiên, dù sao thượng tiên bình thường sẽ không chết đi, lần trước chết đi thượng tiên vẫn là mấy chục vạn năm trước. Mà lại, lần này thượng tiên chết đi địa điểm vẫn là hồng mông thế giới, việc này khẳng định sẽ khiến phía trên chú ý, rất có thể sẽ lên báo tôn sứ đại nhân, đoán chừng không được bao lâu ít nhất có một vị tôn sứ đại nhân liền sẽ hạ giới. Giang giật giết đến rất quả quyết, rất thẳng thắn, liền kim trải qua linh hồn đều trực tiếp đánh tan, không có lưu một tia đường lui. Hắn bị chọc giận, hình sử đại nhân muốn chơi vậy liền đùa lớn một chút, dù sao hắn không có ý định sống, tiên vực đại nhân vật xuống tới chỉ ít có thể bảo trụ hồng mông thế giới. Giang giật giết chết kim trải qua sau cũng không có bỏ qua, hắn sau một khắc mở ra một cái thông đạo đi thiên cô giới, sau đó khống chế thông đạo mở rộng điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí cùng nguyên tố. Hắn giờ phút này trong đầu đều là ý niệm điên cuồng, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, muốn kinh động thượng giới đại nhân vật, tốt nhất là đem ba vị thiên tôn đều dẫn xuống tới, hắn muốn hỏi một chút tiên vực đại nhân, phải chăng? Tiên vực đều là hình sử đại nhân loại này rác rưởi thượng tiên. Hỗn đản, hỗn đản, hình sử đại nhân cảm ứng được thiên cô giới tình huống bên kia, lập tức đi tìm tiên trận vào tới, còn lại bốn vị thượng tiên vội vàng đi theo vào. Chỉ là, bọn hắn vừa mới truyền tống đi qua, giang giật mở ra đầu kia thông đạo tựu biến mất, sau đó sau một khắc hắn lại tại minh giới nam bộ mở ra một cái thông đạo, đồng thời lợi dụng thiên địa chi lực đem phụ cận tiên trận làm hỏng. Điên rồi, biên rồi hình xử đại nhân bọn người muốn truyền đưa tới tiên trận cũng đã phá hủy chỉ có thể nổi giận tìm kiếm còn lại tiên trận cứ như vậy liền muốn hao phí nhiều thời gian hơn mà giang giật có thể dò xét phương viên trăm vạn lý khoảng cách coi như hình xử đại nhân tốc độ lại nhanh trăm vạn lý khoảng cách muốn vượt ngang cũng cần mười mấy hơi thở thời gian này thời gian đầy đủ giang giật quan bế lối đi như thế lặp đi lặp lại hình xử đại nhân đến minh giới giang giật liền đi thiên cô giới hình xử đại nhân đi thiên cô giới Giang giật liền đến minh giới, hình sử đại nhân căn bản không có có cơ hội tới gần giang giật thông đạo, chớ nói chi là tiến vào. Giang giật quyết tâm muốn đem một cái giới diện làm sụp đổ, muốn kinh động tiên vực đại nhân vật. Dừng lại, dừng lại, giang giật dừng lại, giang giật còn không ngừng dưới, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi, nhà của ngươi nhân tộc người đều muốn bị liên lụy trí tử. Giang giật, tin hay không bản tỏa đưa ngươi xé rách, linh hồn vĩnh trấn tiên sơn. Hình sử đại nhân không ngừng giống giận, Giang giật lại coi hắn là đánh rắm, Giang giật đối hình xử đại nhân đã hoàn toàn không tin tưởng, mặc cho hắn nói cái gì đều không thèm để ý, hắn quyết tâm đem một cái hoặc là hai cái giới diện làm sụp đổ, đâm phá thiên lại nói. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, hình xử đại nhân đều đã không đi bôn ba qua lại, bởi vì hắn cầm Giang giật không có bất kỳ biện pháp nào. Giang giật có thể trong nháy mắt mở ra thông đạo quan bế thông đạo, hắn hủy không được thông đạo, vào không được thông đạo, không cách nào ngăn cản Giang giật, càng giết không được Giang giật. Dầm dầm dầm, minh giới nam bộ gần nửa bên cạnh bầu trời đều là khe hở, không gian hắc động, nhất phía nam không gian sớm đã từng mảnh từng mảnh sụp đổ. Minh giới thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố bị hấp thu quá nhiều, đã nghiêm trọng không thăng bằng, tiếp tục nữa toàn bộ giới diện đem hoàn toàn méo mó, dẫn phát đại sụp đổ. Trốn, trốn A, à, minh giới mặt phía bắc không có minh tộc, phía nam lại tụ tập đại lượng minh tộc con dân, những con dân này đều tại bốn phía chạy trốn, rất nhiều đã bị không gian chi lực xé rách, hóa thành bột mịn. Đối mặt thiên địa trị uy minh tộc cảm giác là nhỏ bé như vậy, giờ khắc này tất cả minh tộc đều cảm giác đây là lên trời tại nổi giận, hạ xuống thiên phạt, muốn hủy diệt toàn bộ minh giới cùng tất cả minh tộc con dân. Đại nhân, làm sao bây giờ? Cô Phi Thượng Tiên cùng giao chỉ Thượng Tiên nhìn qua hình sử đại nhân, kim lệ hai cái huynh đệ cũng không biết làm sao bây giờ, bọn hắn thậm chí cũng không dám tới gần giang giật thông đạo, kim lệ thế nhưng là bị giang giật nhẹ nhõm chém giết ha. Có thể làm sao? Hình sử đại nhân dần dần khôi phục tỉnh táo, não hải chuyển động rất nhanh quyết định được chú ý, hắn cắn răng nói ra, chỉ có thể mời tôn sứ đại nhân hạ giới, giang giật không phải nghĩ kinh động tôn sứ đại nhân sao ta tự mình đi mời. Ách, à, bốn vị thượng tiên liếc nhau có chút kinh ngạc, sau đó con mắt đều sáng lên, giống như bị giang giật kinh động tôn sứ đại nhân, ai cũng không biết là vị nào tôn sứ đại nhân hạ giới. Mà hình sử đại nhân tự mình đưa tin, kia hạ giới tôn sứ đại nhân liền có thể khống, bọn hắn có thể mời đông điện vị kia tôn sứ đại nhân vị kia Long Dương Tôn Sứ cùng các nàng đồng xuất một môn, cùng một chỗ phụng một vị thiên tôn, vị này Long Dương Tôn Sứ khẳng định hội thiên vị bên này, dù sao sự tình làm lớn chuyện truyền ra, đối với đông điện danh dự cũng có ảnh hưởng. Chỉ có thể dạng này, nhìn xem bốn phương tám hướng bầu trời phá thành mảnh nhỏ, cảm ứng đến toàn bộ minh giới không gian cực độ không công bằng không ổn định, tùy thời đều có thể chỉnh thể sụp đổ. Hình sử đại nhân hạ quyết tâm, đem đông điện vị kia tôn sứ đại nhân mời xuống tới, mặc dù việc này hắn vẫn là có rất lớn trách nhiệm nhưng giống như tôn sứ đại nhân thiên vị ít nhất vị trí của hắn giữ được giang giật có thể đánh giết trong trước mắt mặt của hắn là nhất định mất hết tự xem có thể hay không bảo trụ vị trí cái này hình xử đại nhân vị trí thế nhưng là có rất nhiều thiên tiên đỏ mắt a à. ông hắn lấy ra một khối tiên phù trầm ngâm một hơi thời gian sau dứt khoát đưa tin bốn vị thượng tiên nhìn qua ngọc phù quang mang lóe lên nội tâm cũng hơi thở dài mời tôn sứ đại nhân hạ giới tất cả mọi người phải gặp trách nhiệm, bọn hắn không thể tránh né muốn cho hình xử đại nhân gánh tội thay, nếu không hình xử đại nhân ngã các nàng đều không có một ngày tốt lành qua. Giang giật cái này cầu tặc, có cơ hội bản tọa nhất định khiến người sống không bằng chết. Hình xử đại nhân nhìn qua nơi xa từng mảnh từng mảnh sụp đổ không gian, nhìn qua đầu kia còn tại điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí thông đạo, hận đến răng trực dương dương. Một cái nho nhỏ sâu kiến để hắn uy danh hủy hết, để hắn cố gắng nhiều năm mới đến vị trí đều có thể khó giữ được nghĩ đến trở lại tiên vực đối mặt vô số đùa cợt ánh mắt chờ nước cờ không rõ minh đao ám tiến hình xử đại nhân tự hận không thể một bàn tay đem minh giới triệt để đập nát đem hồng mông thế giới sở hữu thánh linh đều tàn sát a à, hình xử trong tay đại nhân tiên phù đột nhiên phát sáng lên hắn hơi có chút kinh ngạc bình thường tình huống hắn đưa tin tôn sứ đại nhân khẳng định sẽ lập tức hạ giới làm sao sẽ còn đưa tin trở về không được hình xử đại nhân nhìn lướt qua tiên phù sắc mặt đại biến các vị thượng tiên nhao nhao hỏi thăm hình xử đại nhân ánh mắt nhìn về phía không trung cắn răng nghiến lợi nói ra, Long Dương Tôn Sứ đưa tin nói. Bắc Điện bị đặc tôn sử đã hạ giới, để chúng ta tự cầu phúc. Bị đặc tôn sử, bốn vị thượng tiên sắc mặt đại biến, vị này chính là xếp hạng đệ nhị tôn sứ đại nhân, vẫn là Bắc Điện. Từ trước đều dùng thiết diện vô tư lãnh huyết vô tình lấy xưng, hắn đã hạ giới, chuyện nơi đây rất có thể giấu giếm không được, hình xử đại nhân vị trí có khả năng giữ không được, bọn hắn sẽ phi thường thảm. Các ngươi đều chú ý, Hình sử đại nhân đôi mắt lấp lóe, trong nháy mắt quyết định chủ ý truyền âm nói, bản tọa cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm, giống như bản tọa xảy ra chuyện, các ngươi đều muốn vạn kiếp bất phục, hiểu không? Vâng, đại nhân, bốn vị thượng tiên trầm giọng đáp, hình sử đại nhân muốn để bọn hắn đính hang, các nàng lần này không chết cũng muốn lột ra. Bất qua bốn người ánh mắt nhìn về phía phương xa, khóe miệng đều trở nên lạnh, bị đặc tôn xử lãnh huyết vô tình là tiên vực nổi danh, lần này giang giật cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chương 2165, ngậm miệng, dầm dầm dầm, không gian băng liệt càng phát lợi hại, nam bộ không gian một mảnh hỗn độn, đại địa vỡ ra, sơn hà phá toái, không gian xé rách sụp đổ, kinh khủng không gian vạn vẹo chi lực đem ức vạn minh tộc rào sát. Minh giới gần như không có cường đại minh tộc, đều là một chút cấp thấp minh tộc con dân, lần này hạo kiếp dung chuyển phía dưới chết đi ít nhất có sáu thành, giống như minh giới sụp đổ, tuyệt đối một cái minh tộc đều trốn không thoát. Nam bộ thiên địa linh khí cùng nguyên tố bị hấp thu quá nhiều, dẫn đến minh giới không gian cực độ không công bằng, không gian đã siêu cấp không ổn định, lúc nào cũng có thể phát sinh đại sụp đổ. Sau đó dẫn phát mắt xích hiệu ứng, cuối cùng toàn bộ minh giới hủy diệt. Giang giật thế giới tiểu bí cảnh bên trong tất cả mọi người không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bí cảnh bên trong thiên địa linh khí nồng nặc gấp mấy trăm lần, cái này bí cảnh thế mà đang nhanh chóng biến lớn. Hô hô, chỉ có mạnh nhanh hết sức rõ ràng tình huống bên ngoài, nội tâm của hắn đã căng thẳng, tôn sứ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ hạ giới đi liền là không biết là vị nào tôn sứ đại nhân muốn sập cảm ứng đến tình huống bên ngoài mạnh nhanh nội tâm càng phát khẩn trương minh giới một sụp đổ tôn sứ đại nhân khẳng định liền sẽ lập tức hạ giới một cái không tốt giang giật muốn chết hắn cũng muốn cùng theo chết suy suy dầm 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 phía ngoài không gian từng mảnh từng mảnh bắt đầu đại quy mô sụp đổ tiếp lấy phản ứng dây chuyền bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Lớn như thế quy mô sụp đổ, hình sử đại nhân cũng rất khó khống chế, chỉ có thể hướng minh giới bên ngoài bay đi. Ông, vào thời khắc này, minh giới phía trên hư không bên trong một đạo cửa lớn màu vàng óng xuất hiện, một người mặc kim bào, khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc lão giả tóc trắng ra giữa không trung, ánh mắt của hắn hướng minh giới nhìn thoáng qua, nhướng mày, sau đó trong tay sáng lên kim quang, đối phía dưới minh giới đánh tới. Ông, kim quang bắn vào minh giới hóa thành đạo đạo liên y tản ra, toàn bộ minh giới đều bị kim quang này bao phủ thế giới tại thời khắc này dừng lại. Giang giật thông đạo không cách nào lại hút vào một tia thiên địa linh khí thiên địa nguyên tố, toàn bộ minh giới tại cái này một vệt kim quang bao phủ xuống dừng lại, không gian không còn sụp đổ, ngược lại đang chậm rãi khép lại, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tôn sứ đại nhân Giang giật, tôn sứ đại nhân hạ giới. Mạnh nhanh trước tiên truyền âm cho Giang giật, Giang giật không dám khinh thường, lập tức đem thông đạo quan bế, nhưng một đạo lạnh lùng truyền âm vẫn là vang lên ở trong đầu hắn. Ngươi cái này nho nhỏ phàm nhân thật lớn mật, lại dám đánh giết thượng tiên, phá hư thiên địa pháp tắc, hủy đi giới diện ngươi là chính mình ra nhận lấy cái chết, vẫn là bản vả tự mình đi vào giết ngươi. Thật là khủng khiếp thần thức, Giang giật bị cái này thần thức quét qua cũng cảm giác linh hồn ba động đến kịch liệt, hắn không biết đây là tôn sứ đại nhân cưỡng ép quét vào thế giới của hắn, vẫn là vừa mới quan bế thông đạo trong nháy mắt đó truyền âm. Nếu như là cái trước, tôn sứ đại nhân có thể nhẹ nhóm tìm tới thế giới của hắn, sau đó tiến vào thế giới này đuổi bắt hoặc là chém giết hắn. Lại là bị đặc tôn xử, mạnh nhanh dò xét đến cái này thần thức khí thức về sau, nội tâm có chút thở dài một hơi. Đây là bắc điện tôn sứ đại nhân, cùng hắn cùng thuộc một môn, chỉ ít sẽ cho một chút mặt mũi, sẽ không trực tiếp đánh giết hắn. Mạnh nhanh bay ra bí cảnh, tìm tới giang giật nói ra, giang giật theo ta ra ngoài gặp tôn sứ đại nhân, chỉ cần ngươi thái độ tốt, nói không chừng bị đặc tôn sử hội tha cho ngươi một mạng. Vị này, là chúng ta bắc điện tôn sứ đại nhân bắc điện giang giật sắc mặt có chút hòa hoãn lại hắn trầm ngâm một phen cũng không có cùng mạnh nanh ra ngoài mà là mở ra một đầu liên tiếp minh giới hư không bên ngoài thông đạo đem mạnh nanh đưa ra ngoài sau đó hắn lập tức để thông đạo trở nên nhỏ nhất chính mình ngưng tụ một cái bóng mờ mạnh nanh tham kiến bỉ đặc tôn xử đại nhân mạnh nanh sau khi ra ngoài nhìn qua tấm kia cứng nhắc mặt nghiêm túc vội vàng cung kính quỳ xuống hành lễ nơi xa hình sử đại nhân bọn người nhao nhao bay vụt mà đến đi theo hành lễ. Giang giật ngưng tụ một cái hư ảnh, khoảng cách bị đặc tôn xử có trăm dặm xa, hắn xa xa khom người nói, giang giật tham kiến tôn sứ đại nhân. Hừ, bị đặc tôn xử lãnh mâu quét qua mọi người, ánh mắt khóa chặt giang giật xa xa hư ảnh lạnh giọng nói ra, tiểu hoa nhi, ngươi cho rằng làm cái hư ảnh, bản tọa bắt không được ngươi bản tôn bản tọa tùy ý một chiêu ngươi chỗ cái kia không gian đều có thể sụp đổ. Đúng rồi, hình sử đại nhân đi theo quát lạnh, giang giật, tốc độ gia nhận lấy cái chết, người đánh giết thượng tiên, để pháp tắc hỗn loạn, giới diện sụp đổ, đã là tội chết. Ngoan ngoãn ra nhận tội, tôn sứ đại nhân còn có thể mở một mặt lưới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngậm miệng, Giang giật trả lời hình sử đại nhân chính là hai cái nổi giận chữ, mà lại hai chữ này mang theo vô thượng bá khí cùng uy áp, cũng cảm giác Giang giật tại gian dạy thủ hạ của mình người hầu. Hình sử đại nhân bị gầm thét một câu, lại không bao giờ không dám đáp lời, tựa như được tôn dùng đại nhân khiển trách. Bị đặc tôn sử có chút kinh ngạc, hình sử đại nhân thế nhưng là trưởng quản tiên vực hình luật thế mà bị một phàm nhân gian dậy đến không dám đáp lời việc này ngược lại là thú vị. Hình sử đại nhân rất nhanh kịp phản ứng, bất quá còn chưa lên tiếng, Giang giật sớm mở miệng nói, hình sử đại nhân, tôn sứ đại nhân ở đây, cho phép người bao biện làm thay tôn sứ đại nhân mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, cái gì nhìn không thấu cái gì xem không hiểu ngươi cho rằng bằng vào ngươi răm ba câu tôn sứ đại nhân tự cái gì đều không điều tra trực tiếp chém giết ta ngươi làm tôn sứ đại nhân là ngớ ngẩn sao tôn sứ đại nhân là ngươi có thể lừa gạt, đổi trắng thay đen. Ây, mạnh nhanh cùng tứ đại thượng tiên thân thể toàn bộ run lên, bọn hắn là bị hù dọa, giang giật ngôn ngữ quá sắc bén, nói đến hình sử đại nhân sắc mặt đỏ lên, giận mà không dám nói gì. Trọng yếu nhất chính là... Câu kia ngươi làm tôn sứ đại nhân là ngớ ngẩn sao đem mọi người dọa thảm rồi, Câu nói này thế nhưng là có nghĩa khác a à, có thể ám chỉ. Tôn sứ đại nhân là ngớ ngẩn, bị đặc tôn sử kia là xếp hạng đệ nhị tôn sứ, là bác điện chi chủ thủ hạ đệ nhất đại tướng, tại tiên vực có cao thượng uy vọng. Đừng nói thượng tiên, liền xem như thiên tiên ở trước mặt hắn cũng không dám lớn tiếng thở, giang giật lại dám ám chỉ hắn. Hừ hừ, bị đặc tôn sử hừ lạnh hai tiếng, cũng không có lập tức động thủ, giang giật trong lời nói kẹp thương đeo gậy, còn có hình sử đại nhân bộ dáng như vậy ngược lại để hắn lên một tia hứng thú cùng tò mò. Làm tiên nhân hắn có dài rằng giặc thời gian, tại tiên vực rất là nhàm chán, khó được có một kiện chuyện rất thú vị, hắn khó tránh khỏi nghĩ kỹ tốt điều tra một phen. Hắn dừng một chút nói ra, tiểu tử, người cũng không cần ngôn ngữ ép buộc bản tọa, vô luận là ai xúc phạm thiên quy, bản tọa cũng sẽ không lưu tình. Giống như không sai, bản tọa cũng sẽ không loạn giết người, bản tọa là tiên vực xếp hạng đệ nhị tôn sứ, người có thể yên tâm ra, chỉ cần ngươi không làm sai, có bản tỏa tại không có bất luận kẻ nào có thể động tới ngươi. Bị đặc tôn xử, để hình xử đại nhân bọn người cuống lên, nhất là câu nói sau cùng, càng làm cho hình xử đại nhân cùng bốn vị thượng tiên sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này bác điện tôn xứ, tựa hồ, có tranh lệch chút ít đản mạnh nhanh cùng giang giật A. À. Mạnh nhanh mặc dù không có cùng bị đặc tôn xử truyền âm biện hộ cho giải thích, nghe được mấy câu nói đó nội tâm của hắn có chút thở dài một hơi, nói không chừng hôm nay chi cục còn có hy vọng phá giải, không hoàn toàn là từ cục mạnh nhanh hướng giang giật hư ảnh nói ra giang giật nghe tôn sứ đại nhân ngươi mau ra đây đi đại nhân công chính vô tư nói là làm ngươi cứ yên tâm đi không giang giật phi thường quả quyết nói ra ngoại trừ mạnh đại ca ngươi ta không tin tưởng tiên vực bất luận kẻ nào hình xử đại nhân như thế nào trưởng quản tiên vực luật pháp giám thị thiên hạ nhưng hắn làm ra sự tình nhưng có nửa điểm tiên nhân phong phạm nhưng có tiên nhân khí khái nhưng có tiên nhân lòng dạ ngươi để cho ta làm sao tin tưởng tiên vực các đại nhân để cho ta làm sao dám đem mạng của mình giao trong tay bọn hắn. chương 2166, định ngươi tội chết. Rất tốt, bị đặc thiên tôn giận quá mà cười, hắn từ khi trở thành tôn sứ còn không người dám ngỗ nghịch qua hắn, giang giật là cái thứ nhất ngỗ nghịch hắn người, mà lại vẫn là một cái hạ giới phàm nhân, bất quá giang giật lời nói, ẩn giấu đi rất nhiều tin tức còn có vô tận oán khí đối toàn bộ tiên vực đều như thế thất vọng cái này khiến tôn sứ cảm giác mức độ nghiêm trọng của sự việc phàm nhân thế mà đối tiên vực đã mất đi lòng tin tốt bị đặc thiên tôn quát khẽ một tiếng ánh mắt nhìn về phía hình sự đại nhân nói ra cổ cương người có thể nói cho bản tọa đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao hình sự đại nhân diện mục nghiêm nghị khom người hồi bẩm nói tôn sứ đại nhân chuyện là như thế này lần trước hồng mông thế giới một cái giới diện sụp đổ sự tình đại nhân hẳn là nghe nói a à, khi đó ta hạ giới dò xét mạnh nanh nói giới diện là tự nhiên sụp đổ ta tin là thật trở về đằng sau cái này một giới minh tộc thủ lĩnh vận dụng thông thiên đại trận kinh động đến tiên vực ta mới phát hiện mạnh nanh nói láo lửa gà ta cái kia giới diện là gian giật làm sụp đổ ta phải biết việc này về sau tự nhiên không dám khinh thường lập tức truy cha nhưng giang giật học xong một loại rất quỷ dị thần thông hắn nắm giữ một cái kỳ dị không gian trốn ở trong không gian ta căn bản tìm không thấy thông qua cái này không gian, hắn còn có thể tùy ý tại toàn bộ hồng mông thế giới thuấn di ghé qua. Ta rơi vào đường cùng chỉ có thể đi tiên vực tìm tiên linh kính. Đằng sau minh tộc bắt đầu trắng trợn đồ sát nhân tộc con dân, giang giật đem việc này vô hãm tại trên người của ta. Sở dĩ điên cuồng muốn trả thù ta, hắn đánh chết kim lệ, muốn hủy đi cái này giới diện trả thù ta. Việc này ta đã báo lên Long Dương Tôn Sứ, Long Dương Tôn Sứ nói hết thảy nghe ngài, sự tình chính là như vậy, mời Tôn Sứ Đại Nhân chỉ thị hình sự đại nhân nói rất rõ ràng đâu vào đấy ngoại trừ vạn tượng tiểu giới sự tình bên ngoài còn lại đều là chi tiết bẩm báo vạn tượng tiểu giới sự tình hắn tự nhiên không thể nói là hắn làm nếu không bị đặc tôn xử một trưởng đoán trừng hội nổi giận bị đặc thiên tôn khẽ vuốt cằm sự tình cơ bản hắn đã rõ ràng ánh mắt của hắn nhìn về phía giang giật hư ảnh hỏi tiểu tử ngươi có gì có thể nói giang giật khóe miệng trở nên lạnh không có đi giải thích cái gì hắn chỉ là cười lạnh nói ra tôn sứ đại nhân ngươi có thể dò xét thoáng cái vạn tượng tiểu giới, đi dò xét thoáng cái mỗi một khắc thời gian có bao nhiêu sinh linh chết đi mà những cái kia minh tộc đều nắm giữ dạng gì thần thông ta vì sao tức giận như thế, ngươi lập tức liền sẽ biết rõ. A, à, bị đặc tôn sử thần thức như liên y tản ra, thần trí của hắn so hình sử đại nhân đều không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, chỉ là mấy hơi thời gian thế mà đem toàn bộ hồng mông thế giới đều dò xét một lần. Bất quá theo dò xét, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên lạnh, tại hắn thu hồi thần thức về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía hình sử đại nhân âm thanh lạnh lùng nói, cổ cương, những cái kia minh tộc đều nắm giữ một loại cấp thấp tiên thuật, mà lại toàn bộ nắm giữ là một loại, bởi vậy thực lực đại trướng, chính nhanh chóng đổ sát sinh linh. Những này tiên thuật mặc dù cấp thấp, nhưng không phải thượng tiên không cách nào trưởng không a. À. Hình sử đại nhân nhướng mày, thần thức tản ra dò xét một trận, sắc mặt nghiêm, liếc nhìn giao trì cô phi bốn người hỏi, chuyện gì xảy ra ai làm, đứng ra, kim lệ hai cái đệ đệ đối với việc này hoàn toàn không biết rõ tình hình bọn hắn một mực tại thiên giới tìm kiếm sở hữu có chút mờ mịt cô phi cùng giao trì liếc nhau lại nở nụ cười khổ cô phi cắn răng nói ra tôn sứ đại nhân việc này là ta cô phi một người gây nên bất quá ta chỉ là tùy ý lưu lại một chỗ tiền dấu vết cũng không có tự mình truyền thụ ta sợ minh tộc bị diệt vong quá sớm giang giật đời này liền không lại ra giang giật hủy đi thiên yêu giới đây là phạm vào thiết luật không truy nã làm sao chính thiên quy làm sao uy hiếp vạn giới cô phi đem sự tình một người cho chống đỡ sao chỉ thượng tiên trên mặt không có quá nhiều tình cảm nội tâm lại là cảm động đến rơi nước mắt hận không thể lấy thân báo đáp cô phi thượng tiên nói chuyện rất có kỹ xảo đem trách nhiệm của mình hạ xuống thấp nhất nói hết thảy cũng là vì công sự giống như hôm nay ở đây chính là long dương tôn sứ nói không chừng gian dậy vài câu liền sẽ được rồi nhiều nhất trách phạt một phen nhưng là hôm nay tới là bị đặc tôn xử, là tiên vực thân thiết nhất mặt vô tư, lãnh huyết vô tình tôn sứ. Hắn đến một lần giang giật mấy câu liền thành công nâng lên hứng thú của hắn cùng lòng nghi ngờ, hắn làm sao có thể qua loa kết án. Hắn đột nhiên nhẹ tay nhẹ phẩy động, một cỗ hạo nhiên thiên địa chi lực theo trong tay hắn đảo qua, sau một khắc cô phi thượng tiên tựu đập bay ra ngoài, trước ngực cơ bắp xương cốt tầng tầng vỡ ra, toàn thân đều là huyết, thế mà trong nháy mắt bị đả thương nặng. Còn tốt bị đặc tôn xử hạ thủ lưu tình, nếu không cô phi thượng tiên tuyệt đối hình thần câu diệt. Tôn sứ đại nhân bất giận, hình sử đại nhân bọn người toàn bộ một gối quỳ xuống, sợ hãi không thôi, mạnh nhanh cũng quỳ xuống, bất quá nội tâm giấy lên thoáng cái hy vọng, xem bị đặc tôn sử cử động, tựa hồ rõ ràng có tranh lệch chút ít đản giang giật cái này thiết diện vô tư cứng nhắc lão đầu, chẳng lẽ chuẩn bị là giang giật phá lệ. Làm bản tọa là kẻ ngu tùy ý có thể lừa gạt. Bị đặc tôn sử lãnh mâu nhìn lướt qua sợ hãi bay tới cô Phi, quát lạnh nói, muốn hay không bản tọa đi bắt mấy cái minh tộc đi lên, lục soát thoáng cái hồn hơn 100 vạn minh tộc đều học xong tiên thuật, người chỉ là tùy ý hạ xuống một cái tiên dấu vết tựu đều có thể học xong kia vì sao nhân tộc yêu tộc một cái không có học được tình huống bản tòa cơ bản hiểu rõ, cô phi người tội không thể tha, chính mình đi tìm Long Dương Tôn sứ lĩnh tội. Rõ, cô phi thượng tiên thân thể bị trọng thương, nhưng một câu không cần nói nhảm dám nhiều lời, hai đầu gối quỷ gối giữa không chung, cúi đầu nhận tội. Hình xử đại nhân nghe bị đặc tôn xử băng lãnh tới cực điểm lời nói, cũng không dám nói nhiều một câu, giờ phút này dám thay cô Phi giải thích cầu tình, bị đặc tôn xử sẽ chỉ càng nổi giận hơn. Ba người các ngươi, bị đặc tôn xử ánh mắt nhìn về phía kim lệ hai cái đệ đệ cùng cô Phi thượng tiên, hạ lệnh các ngươi lập tức đi vạn tượng tiểu giới, đem sở hữu học được tiên thuật minh tộc ký ức phong ấn, để bọn hắn tiên thuật không cách nào vận dụng. Còn hạ giới phân tranh, bản tỏa cùng các ngươi đều không có quyền can thiệp. Rõ! Giao trì thượng tiên cùng hai huynh đệ lập tức bay đi, tìm kiếm phụ cận tiên trận truyền tống xuống dưới các loại chờ ba vị thượng tiên rời đi về sau giang giật lập tức như chút được gánh nặng chỉ ít hồng mông thế giới bảo vệ chỉ cần tiên vực không nhúng tay vào bằng vào minh tộc lực lượng căn bản không đủ để đối kháng nhân tộc bị diệt tộc chỉ là chuyện sớm hay muộn bị đặc tôn sử dừng một chút ánh mắt nhìn về phía hình sử đại nhân nói ra cổ cương chuyện của ngươi ta không có quyền làm chủ bất quá việc này ta sẽ lên báo cho thiên tôn hết thảy bởi thiên tôn thánh tài như thế tình huống hình sử đại nhân không dám nhiều lời chỉ có thể phó thác cho trời. Chí ít không có chứng cứ hắn sẽ không chết, có thể hay không bảo trụ vị trí tựu xem thiên tôn bọn họ tâm tình. Mạnh nanh, bị đặc tôn xử ánh mắt nhìn về phía ánh mắt, tiếp tục nói ra, mạnh nanh, người giấu giếm thiên yêu giới sụp đổ tin tức, lừa gạt hình sử đại nhân, xúc phạm thiên quy. Bản tọa phạt người tiên ma sơn phục dịch trăm vạn năm, người có thể chịu phục. Tiên ma sơn, mạnh nanh khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, bất quá mặc dù rất thảm nhưng ít ra bảo vệ mệnh, mà lại có thể đi tiên vực còn có thể tu hành, hắn khom người lĩnh mệnh nói, mạnh nanh tôn đại nhân lệnh. Giang giật, bị đặc tôn xử ánh mắt cuối cùng nhìn về phía giang giật, hình xử đại nhân cùng mạnh nanh đều khẩn trương lên, muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ cho giang giật định tội gì. Giang giật hư ảnh bên trên sắc mặt rất bình tĩnh, tựa hồ việc không liên quan đến mình, bị đặc tôn sử dừng một chút, nói ra, người hủy đi thiên yêu giới, lại muốn hủy đi minh giới, còn đánh giết kim lệ thượng tiên, những sự tình này bản tỏa đã điều tra qua, đều là là thật, sở dĩ ngươi tội không thể tha, bản tọa Định ngươi tội chết, chương 2167, cá mè một lứa. Tội chết, nghe được hai chữ này, mạnh nanh sắc mặt đại biến, vừa mới nghĩ nói vài lời, tôn sứ đại nhân lãnh mâu quét qua nói, nói nhảm cũng đừng nhiều lời, vừa rồi bản tọa đã dò xét linh hồn của ngươi, mọi chuyện bản tọa đã biết được. Giang giật hủy đi thiên yêu giới đã là sự thật, đánh giết kim lệ cũng là sự thật, bản tọa không dưới giới, giới giờ phút này minh giới đều đã hủy, còn có cái gì có thể nói? Ây, mạnh nhanh nói tại bên miệng, không còn gì để nói, bị đặc tôn xử như là đã biết rõ sở hữu tình huống, nội tâm cũng có quyết đoán, vậy hắn nói cái gì đều không có ý nghĩa. Ha ha, Giang giật ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười đều là đùa cợt, hắn nhìn qua bị đặc tôn xử cười lạnh liên tục nói, ta liền nói các người đám này tiên nhân đều không thể tin à mỗi một cái đều là như thế, trường quản vạn giới, đại biểu thiên đạo, lại là cầu thí cũng không bằng bị đặc tôn xử, người cùng hình xử đại nhân khác nhau ở chỗ nào đơn giản liền là cá mè một lứa. Làm càn, bị đặc tôn xử quát khẽ một tiếng, như như lôi đình chấn động đến hình xử đại nhân cùng mạnh nanh đều màng nhĩ phát đau nhức giang giật cái này thiên địa chi lực ngưng tụ hư ảnh kém chút trực tiếp đánh tan. Trên người hắn sát khí tuôn ra, trong tay kim quang lấp lánh tựa hồ liền muốn liền muốn động thủ chém giết giang giật. Bất quá một khắc cuối cùng hắn nhịn được, con mắt híp nhìn qua giang giật, râu tóc bay tấm, âm thanh lạnh lùng nói, giang giật, hôm nay bản tọa để ngươi chết được tâm phục khẩu phục, bản tọa cái này phán quyết ngươi nói điểm nào nhất có lỗi thiên yêu giới không phải ngươi làm sụp đổ kim lệ không phải ngươi giết vừa rồi minh giới bản tọa không đến, lại sẽ sụp đổ. Không sai, Giang giật tranh phong tương đối nói ra, ngươi nói đều là tình hình thực tế, nhưng thiên yêu giới cũng không phải là ta cố ý làm sụp đổ, ta không sao ăn no dỗi việc lấy đem giới diện đi làm sụp đổ để tiên vực cường giả đến đánh giết ta kim lệ là ta giết đến, nhưng giống như không phải bị buộc lấy không đường có thể đi, ta sẽ như thế giống như hình sử đại nhân công chính vô tư, giống như các người thượng tiên không làm khó dễ con dân của ta, ta hội chân tướng phơi bày ta muốn đem minh giới làm sụp đổ, không phải liền là muốn đem người dạng này đại nhân vật dẫn xuống tới sao kết quả. Ngươi là thế nào làm giống như ngươi đem cô phi thượng tiên, giao chỉ thượng tiên hình sử đại nhân cùng một chỗ đánh chết, ta giang giật không nói hai lời ra nhận lấy cái chết. Vạn tượng tiểu giới chết đi ức vạn vạn sinh linh, Ngươi lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ là đập cô phi thượng tiên một trường, lại phải ban cho ta tội chết đây chính là các ngươi tiên vực công bằng đây chính là các ngươi tiên đạo ngươi để cho ta làm sao tâm phục khẩu phục ngươi tôn này dùng đại nhân cùng hình sử đại nhân khác nhau ở chỗ nào bất quá đều là ta mua danh chuộc tiếng hạng người, tiên vực cũng bất quá như thế. Giang giật hôm nay không thèm đếm xỉa, hồng mông thế giới sự tình không cần hắn lo lắng, hắn dù sao là cái chết, không bằng thống thống khoai khoai phát tiết ra ngoài, đem trong lòng khó chịu toàn bộ tuôn ra tới đừng nói một cái tôn sứ đại nhân hôm nay liền xem như thiên tôn hắn cũng mặc kệ bị đặc tôn xử trầm mặc xuống hình sử đại nhân mấy người cũng không dám nói nhảm giờ phút này nói đến càng nhiều sai đến càng nhiều giang giật chọc giận bị đặc tôn xử mà lại cái sau nội tâm đã có lập kế hoạch bọn hắn đi nhiều lời sẽ chỉ vẽ rắn thêm chân bị đặc tôn xử trầm mặc một lát phi thường khẳng định nói ra cô phi cùng giao chỉ tội long dương tôn dùng tự sẽ thẩm phán tinh tường cổ cương chi tội bản tỏa sẽ như thực báo cáo thiên tôn bản tọa không có quyền định tội. Còn ngươi, vô luận như thế nào rảo biện, vô luận ngươi là hữu tâm hay là vô tình, ngươi hủy đi thiên yêu giới, đánh giết kim lệ, ý đồ hủy đi minh giới đều là sự thật, sở dĩ người có phục hay không bản tọa đều muốn đánh chết ngươi. Vậy liền không phản đối, giang giật hư ảnh tiêu tán, thông đạo trong nháy mắt quan bế, cuối cùng truyền ra một câu, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ngươi quyền đầu cứng ngươi nói cái gì đều có lý, lần này nếu không chết, ngày sau nhất định trả lại gấp đôi. Đàm phán đàm phán không thành, vậy liền không có nói tiếp cần thiết, Giang giật chỉ có thể trông cậy vào thế giới của mình, bị đặc tôn xử tìm không ngờ, vào không được. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác. Bị đặc tôn xử đôi mắt lạnh lẽo, thân thể đột một biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc ngưng tụ tới Giang giật trên đỉnh đầu, hắn khinh bỉ ra mặt nói ra, Giang giật. Ngươi cho rằng ngươi luyện hóa một cái không gian cũng đã rất ghê gớm bản tỏa đã sớm khóa chặt ngươi chân thân, tùy thời có thể dùng xuyên thẳng qua đến bên cạnh ngươi quả nhiên bị đặc tôn sử một mực không có động thủ giang giật tự suy đoán hắn có thể có thể đi vào thế giới của mình hắn có niềm tin tuyệt đối đánh giết chính mình sở dĩ cũng không lo lắng tiên vực đại nhân vật có năng lượng cùng quả thần thông vậy mà chưa từng nghe thấy đã cường đại đến cực điểm giang giật trong đôi mắt trở nên ảm đạm ánh mắt nhìn về phía bên người y thiền kha lộng ảnh chiến vô song bọn người trong mắt đều là không bỏ quát không cam lòng hắn còn chưa tới cùng hảo hảo bồi đại gia còn chưa kịp ôm một cái con của mình còn chưa kịp hảo hảo hiếu thuận mẹ ruột của mình, lại muốn vĩnh viễn chết đi. Không, y thiền mặc dù cũng không biết rõ phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng theo giang giật trong ánh mắt nàng xem hiểu rất nhiều chuyện, nàng rỗi hai tay ra ngăn tại giang giật phía trước, nhìn qua hư không bên trên bị đặc tôn xử, dị thường kiên quyết nói ra muốn giết phu quân ta, người trước hết giết ta. Còn có ta, kha lộng ảnh đứng ra, chiến vô song bọn người cũng giống như thế, giang giật lắc đầu tâm niệm vừa động đem tất cả mọi người truyền tống đi giang giới sự tình đến tình trạng như thế giang giới tồn tại cũng giấu giếm không ở bất quá cho dù chết giang giật cũng sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết hắn muốn liều một phen coi như đối phó là tiên vực xếp hạng đệ nhị tôn sứ hắn cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng a à, bị đặc tôn sử phát hiện nhiều người như vậy đột nhiên biến mất ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ coi như luyện hóa một cái không gian giang giật cũng không có khả năng tâm niệm vừa động liền đem nhiều người như vậy đưa tiến a cái này bí cảnh bên trong thế nhưng là có hơn một nghìn vạn người a hắn thần thức vô hạn tản ra, tại toàn bộ giang giật trong thế giới dò xét một lần, trong mắt kinh dị càng thêm rõ ràng. Trung quanh đây hỗn độn cùng bí cảnh cũng không có gây nên hắn để ý, hắn kinh dị là giang giới, còn có kia hơn một nghìn vạn đột nhiên chuyển vận đi giang giới người. Tiểu tử, người làm sao làm được người cái này không gian? Thật kỳ quái, người là ở đâu phát hiện lại là làm sao luyện hóa? Suy suy, trả lời hắn là một cỗ khổng lồ uy năng, còn có giang giật trong tay liên tục không ngừng tụ tập thiên địa chi lực giang giật chuẩn bị liều chết đánh một trận tự nhiên không bảo lưu bất luận cái gì thực lực lập tức điều động thế giới này uy năng chấn áp bỉ đặc tôn sử đồng thời triệu tập nhất cường đại thiên địa chi lực chuẩn bị nhất cử diệt sát hắn còn như có thể hay không giết bỉ đặc tôn sử sau đó lại có cái dạng gì kinh khủng hậu quả những này tựu không tại giang giật cân nhắc trong phạm vi hắn chỉ muốn bảo mệnh hắn không động thủ chết được chính là hắn đây là cái gì lực lượng chẳng lẽ làm sao có thể cảm thụ một cố kỳ dị lực lượng bao phủ chính mình để cho mình toàn thân bị trấn áp đến không động được, bị đặc tôn xử trong đôi mắt càng thêm kinh nghi. Sau đó cái này kinh nghi rất nhanh biến thành chấn kinh cùng không dám tin, hắn đều không có đi xem giang giật dùng thiên địa chi lực ngưng tụ đại thủ ấn, mà là cảm ứng đến chấn áp chính mình kỳ dị lực lượng, rất nhanh hắn phi thường xác định nói ra, không sai, lấy đích thật là chúa tể uy năng, nhưng một phàm nhân, làm sao có thể tu luyện ra chúa tể uy năng. Oanh, bên kia giang giật đã ngưng tụ một cái to lớn vô hình thủ ấn, hắn nhìn thấy bị đặc tôn sử không nhúc nhích, coi là bị thế giới của mình uy năng trấn áp, lập tức giống giận chết. chương 2168 Tiên Ma Sơn Hừ, cảm nhận được giang giật cuồng bá công kích, bị đặc tôn sử lạnh lùng hừ một cái, thân thể tùy ý vặn vẹo thoáng cái, thế giới này uy năng thế mà không cách nào trấn áp hắn. Hắn đưa tay vung lên, trong tay bạch quang lấp lánh, hai đầu bạch long gào thét mà đi, bắn thẳng đến giang giật ngưng tụ bàn tay lớn kia ấn. A, à. Giang giật phát hiện một kiện để hắn chấn kinh ngạc vạn phần sự tình, hắn đại thủ ấn bên trong thiên địa chi lực thế mà nhiễu loạn, bị cái này hai đầu bạch long dẫn dắt, hướng bạch long bên cạnh ngưng tụ mà đi. Bởi vì nhiễu loạn hắn ngưng kết đại thủ ấn rất nhanh liền sụp đổ, kia hai đầu bạch long mang theo thiên địa chi lực hướng hắn phản công kích mà tới. Chính hắn thiên địa chi lực bị người khiên động bị người trưởng khống đến công kích hắn hắn ở cái thế giới này là vô thượng chúa tể, hắn có thể điều động thế giới uy năng trấn áp hết thảy địch nhân giờ phút này lại không trấn áp được bị đặc tôn xử suy suy kia hai đầu bạch long đã mang theo thiên địa chi lực phóng tới giang giật chỉ có thể trước hóa giải nguy cơ tâm hắn niệm khẽ động suy nghĩ điều động kia hai đầu bạch long dẫn động thiên địa chi lực muốn nếm thử trưởng khống dạng này liền có thể hóa giải bị đặc tôn xử công kích cái này rất nhanh để hắn phiền muộn đến thổ huyết sự tình phát sinh chính hắn thế giới thiên địa chi lực thế mà cũng không thể nắm trong tay hắn cảm giác chính mình dưỡng một bầy chó, tao ngộ địch nhân lúc đám này cầu lại trở thành bạch nhãn lang, không chút nào bị hắn khống chế. Uống, sinh tử quang đầu hắn chỉ có thể triệu tập rất nhiều thiên địa chi lực, hóa thành một cái đại thủ ấn hướng kia hai đầu bạch long đập tới, đồng thời tâm hắn niệm khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, như thế hùng hậu thiên địa chi lực chạm vào nhau, bạo phát kinh khủng bạo tạc, hư không từng mảnh từng mảnh bị xé nứt. Minh mông lực trùng kích thế mà đem phụ cận cái kia bí cảnh sinh sinh đẩy lui mấy trăm dặm, bí cảnh bên trong mặt đất tầng tầng vỡ ra, có thể lúc nào cũng có thể sẽ băng liệt. Hỏng bét, cảm thụ được trong hư không dung chuyển, phát hiện toàn bộ không gian đều đang chấn động, cực kỳ không ổn định, giang giật sắc mặt đại biến. Vừa rồi bạo tạc quá kinh khủng, thế giới của hắn kém xa hồng mông thế giới ổn định, đoán chừng lại bạo tạc mấy lần, thế giới này đều có thể hội sụp đổ. Thế nào, nhìn thấy giang giật ra phía sau hắn vạn trường, cũng không dám công kích, bị đặc tôn sử cười tủm tỉm đứng chắp tay nói, không dám đánh sợ người cái này không gian sụp đổ đến A, tiểu tử. Bản tọa muốn biết người mạnh bao nhiêu đã như thế cuồng, kia dù sao cũng phải có cuồng tiền vốn A. Giang giật đôi mắt lấp lóe có chút không biết làm sao bây giờ. Hắn thủ đoạn mạnh nhất liền là thế giới của hắn, tại thế giới của hắn hắn liền thượng tiên đều có thể tiện tay bóp chết. Hắn vốn cho rằng thiên tiên coi như mạnh, cũng sẽ không mạnh mẽ quá nhiều, lại phát hiện chính mình sai, cái này bị đặc tôn sử mạnh ngoại hạng thế giới của hắn uy năng không chỉ có không cách nào trấn áp bị đặc tôn xử thiên địa chi lực còn có thể bị hắn trở bàn tay khống tiếp tục đánh xuống giang giật khẳng định giết không được bị đặc tôn xử ngược lại sẽ để hắn thế giới sụp đổ để giang giới hủy diệt tô như tuyết các loại chờ tất cả mọi người sẽ bị không gian chi lực rào sát ra ngoài đánh kia càng là muốn chết ra ngoài đoán chừng hắn liên động tay cơ hội cũng không có trong lúc nhất thời giang giật thuốc thủ vô sách chỉ có thể trầm mặc chờ đợi bị đặc thiên tôn động thủ đánh giết hắn. Ha ha, bị đặc thiên tôn đột nhiên cười nói, tiểu tử, không cùng ngươi tiểu tử này mặc dù có chút kỳ dị thủ đoạn. Nhưng bản tôn dùng thế nhưng là tiên vực xếp hạng đệ nhị tôn sứ, bản tọa sống 200 vạn năm, nếu như ngay cả ngươi tiểu tử này đều không thu thập được, bản tọa cũng sống vô dụng rồi. 200 vạn năm, Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hồng mông thế giới vạn năm là đại nạn, coi như cửu dương thiên đế đều chỉ sống hơn 9,900 tuổi, trong lịch sử không có bất kỳ cái gì nhân tộc yêu tộc có thể sống quá vạn năm. Minh đế cùng si hồng xem như biến thái, đương nhiên si hồng là tàn hồn tồn tại, minh đế thì là chuyển thế, nhục thân khẳng định không thể sống sót lâu như vậy. 200 vạn năm đó là cái gì khái niệm, hồng mông thế giới có kỷ nguyên đến cũng chỉ có hơn 100 vạn năm. Tốt ha, Giang giật hai tay một đám nói, ta chịu phục, tôn sứ đại nhân, người muốn giết cứ giết đi. Giang mỗ không cầu gì khác, cái này trong không gian toàn bộ sinh linh không có tội, bọn hắn vẫn là vô tội người bị hại, chỉ cầu ngươi không muốn liên lụy bọn hắn. Ngươi làm bản tôn sử là lạm sát kẻ vô tội người. Bị đặc tôn sử liếc xéo giang giật một chút, sau đó lại hướng giang giới bên kia nhìn thoáng qua, khe khẽ thở dài nói ra, bản tỏa sẽ không động các nàng, bất quá. Tại ngươi sau khi chết, đoán chừng khác tôn sứ có lẽ thiên tiên khẳng định sẽ đối với người cái này kỳ dị không gian cảm thấy hứng thú. Nói không chừng tìm tới người cái này không gian ý đổ luyện hóa, bất luận luyện hóa hay không, người cái này trong không gian sinh linh sợ là đều giữ không được. a à, Giang giật lông mày một đám, bị đặc tôn sử nói là tình hình thực tế, chuyện nơi đây khẳng định đã ở tiên vực truyền đến. Hắn nắm giữ một cái kỳ dị không gian, có thể tại hồng mông thế giới xuyên thẳng qua năng lực tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều ngày tiên hiếu kỳ, nói không chừng lại có tôn sứ đại nhân đích thân đến. Không đúng, Giang giật nghĩ nghĩ, nội tâm khẽ động. Cái này bị đặc tôn sử vì sao cùng hắn nói nói nhảm nhiều như vậy cao cao tại thượng tôn sứ đại nhân, làm sao lại cùng một người chết nói nhiều như vậy? Chẳng lẽ, cái này tôn sứ cố ý tha hắn một lần, ánh mắt của hắn nhìn về phía bị đặc tôn sử, nhìn thấy tôn sứ trong mắt mang theo mỉm cười, hắn liền vội vàng khom người nói ra, mời đại nhân đề điểm. Không có gì đề điểm, bị đặc tôn sử khoát tay áo nói, ngươi phạm vào tội rất nặng, không ai có thể cứu ngươi, có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi. Chính ta giang giật có chút kinh ngạc, không hiểu hỏi, đại nhân, ý của ngươi là. Dựa theo tội của ngươi hoặc là chết, hoặc là chỉ có phục dịch, bị đặc tôn sử giải thích nói, lúc đầu đồng dạng tình huống ngươi cũng không cần cân nhắc phục dịch, trực tiếp xử tử. Bất quá bản tọa xem tiểu tử ngươi coi như thuận mắt, tự cho ngươi một lựa chọn, đi tiên ma sơn phục dịch trăm vạn năm, người đem có thể trùng hoạch tự do. Giang giật cái này kỳ lạ không gian, còn có không hiểu thấu xuất hiện chúa tể uy năng, để bị đặc tôn sử đối giang giật có một tia hứng thú. Lúc đầu dựa theo tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không cho ân xá, lần này lên ái tải chi tâm, xem như phá lệ trăm, trăm vạn năm, Giang giật coi là nghe lầm chừng mắt nhìn, đạt được bị đặc tôn xử xác định sau mặt của hắn thoáng cái biến lục, hắn theo xuất sinh đến mới bao nhiêu năm ấn lên giới thời gian không tính được tới 10 năm A. Hắn lại muốn đi phục dịch trăm vạn năm các loại chờ trăm vạn năm sau. Hắn tộc nhân người yêu thân nhân vẫn còn chứ mà lại trăm vạn năm sau thế giới của hắn còn ở đó hay không có thể hay không sụp đổ loại hình. Không đúng, Giang giật đột một tỉnh ngộ lại, hắn có thể tùy thời mở ra một cái thông đạo tiến vào thế giới của mình a Coi như đi cái kia cái gì tiên ma sơn còn không phải như vậy hắn tùy thời có thể dùng trở về, đi cái nào không đều như thế phục dịch. Không phải liền là làm ta khổ lụy sự tình sao chỉ cần không chết chuyện gì cũng dễ nói. Hắc hắc, nhìn thấy giang giật trong mắt tỏa sáng, bị đặc thiên tôn cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, người đừng nghĩ quá đẹp, tiên ma sơn không gian ổn định trình độ so tiên vực mạnh mẽ gấp một vạn lần, so hồng mông thế giới mạnh mẽ trăm vạn lần. Người đừng nói mở ra không gian thông đạo, coi như toàn lực công kích để không gian ba động đều khó có khả năng. Mà lại cái này trăm năm qua tiên ma sơn chết đi thiên tiên có 10 cái, thượng tiên trở ra có thể còn sống ra không đến một thành, người cho rằng chỉ là đơn giản phục dịch. Giang giật lật lên bạch nhãn, cái này tiên ma sơn phục dịch cùng chết khác nhau ở chỗ nào hắn chúc thực lực ấy sợ là trở ra thi cốt đều sẽ vô tồn. Lựa chọn đi, bị đặc thiên tôn khoát tay trận lại nói, hoặc là chết, hoặc là... Đi tiên ma sơn, chương 2169, Giang tiêu giao nhìn có hai lựa chọn kỳ thật chỉ có một cái chết cùng về sau chết ai cũng chọn về sau chết không có người muốn chết giang giật trầm mặc một hồi chắp tay nói đại nhân ta đi tiên ma sơn bất quá có thể hay không để cho ta cùng người nhà cáo biệt thoáng cái đi thôi bị đặc tôn xử phất phất tay giang giật nhẹ gật đầu thân thể lóe lên ra giang giới giang đế thành bên trong giang đế thành bên trong giờ phút này phi thường náo nhiệt kha lộng ảnh bọn người sau khi trở về đều gấp đến độ ghê gớm tin tức không thể tránh khỏi tiết ra ngoài. Trong thành chỉ vô số người đều lo lắng chờ tin tức, Tô Như Tuyết nắm một tuấn mỹ tú khí nam hài, cùng y phiêu phiêu bọn người ngồi tại trong một cái viện, đồng dạng đang nóng nảy chờ đợi tin tức. Trong đám người kỳ thật có người có thể phá vỡ giang giới đi bên ngoài dò xét, nhưng đã giang giật lựa chọn đem kha lộng ảnh y thiền bọn người đưa tới, đối chiến vẫn là một cái tiên vực đại nhân vật, mọi người coi như ra ngoài cũng vô dụng, chỉ có lẳng lặng chờ đợi. Ông, mọi người chỗ trong đại viện không gian có chút ba động, tiếp lấy một cái bóng người quen thuộc xuất viện con bên trong. Bốn phía tòa thành lập tức vỡ tổ, vô số người bắn ra sông vào trong viện, nhìn qua giang giật tấm kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười, toàn bộ người như chút được gánh nặng. Tiểu giật, y phiêu phiêu dẫn một đám người đi ra, giang giật ánh mắt từng cái tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại tô như tuyết trên mặt, cùng. Bên người nàng một tuấn Mỹ hài đồng, tiêu giao, nhanh đi bái kiến phụ thân ngươi, tô như tuyết nhìn thấy giang giật nhìn qua hài đồng, vội vàng hướng lấy bên người hài đồng nói cái này hài đồng rụt rè nhìn qua giang giật có chút e ngại lại có chút hiếu kỳ còn có chút sùng bái hắn nhìn giang giật vài lần chắp tay nói hải nhi giang tiêu dao bái kiến phụ thân đại nhân giang tiêu giao giang giật mặt mũi tràn đầy thổn thức con của mình đều lớn như vậy xem ra giống như là thiên tinh giới 4 năm tuổi hài đồng hắn lẩm bẩm mấy lần danh tự nói không tệ danh tự này là ai lấy tiêu dao tiêu dao tốt bất quá ta gọi giang giật đời này nhưng không có an nhàn qua Ha ha, hài tử tới. Giang giật vẫy vẫy tay, tô như tuyết nắm hài tử đi tới. Giang giật ngồi sổ người xuống cười sờ lên Giang Tiêu Giao đầu nói: Hài tử, ta cái này làm cha không xứng trước ha. Người xuất sinh đến mới lần thứ nhất gặp mặt, người hội trách ta sao? Sẽ không. Giang Tiêu Giao lắc đầu, rất kiên định nói ra. Mẫu thân các nàng nói phụ thân là cái đại anh hùng, là nhân tộc thủ hộ thần. Tiêu Giao trưởng thành cũng phải trở thành phụ thân dạng này anh hùng. Ha 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 ha. Giang giật cười ha hả trong tay giới chỉ sáng lên lấy ra hai kiện hồng mông linh bảo, theo thứ tự là một kiện áo giáp cùng một thanh trường đao, hắn đưa cho bên cạnh tô như tuyết, đối giang tiêu giao nói, đây là phụ thân lễ vật cho ngươi, hảo hảo tu luyện, phụ thân có thể muốn rời đi các ngươi một đoạn thời gian. Phụ thân không có ở đây thời gian, ngươi chính là trong nhà nam tử hán, hảo hảo bảo vệ ngươi mẫu thân cùng di nương bà bà các nàng. Ừm, giang tiêu giao mặc dù nhìn nhỏ, bất quá rất hiểu chuyện, hắn nắm chặt nắm tay nhỏ nặng nề gật đầu. Giang giật lúc này mới ánh mắt liếc nhìn chúng nhân nói, ta muốn đi tiên vực một đoạn thời gian, không có nguy hiểm, bất quá tiên vực không gian rất ổn định, ta có thể không cách nào tiến vào nơi này, các người an tâm ở bên trong đợi, chờ ta trở về. Giang giật không có giải thích quá nhiều, rất nhiều thứ giải thích các nàng cũng không rõ ràng, không nếu như để cho các nàng an tâm đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Giang giật cùng kha lộng ảnh liếc nhau, cái sau lại có thể xem hiểu rất nhiều chuyện, bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Giang giật nghĩ nghĩ bàn giao nói, lúc ta không có ở đây, bất kỳ người nào cấm chỉ rời đi giang giới, thông thường sự tình tiền vạn quán chủ trì, sở hữu đại sự Kha Lộng Ảnh quyết đoán. Kha Lộng Ảnh xuất sinh danh môn, tầm mắt chiến lực khí chàng các phương diện đều mạnh, nàng cũng là một cái thông tuệ nữ tử, hiểu giang giật tâm, có nàng chủ trì giang giới cục diện không loạn lên nổi. Giang giật đi tới cho y phiêu phiêu dập đầu lại ba cái, ái náy nói ra, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, không thể thêm làm bạn ngài. Đứng dậy, y phiêu phiêu đỡ lên giang giật, sắc mặt lại trở nên phá lệ nặng nề. Giang giật không phải như thế loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, có khả năng lần này đi tiên vực sẽ phi thường hiểm ác, nói không chừng đời này tựu không về được. Nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu nói ra, hai tử, mẫu thân vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ngươi đi làm ngươi việc, đừng lo lắng mẫu thân. Giang giật sau đó từng cái cái thê tử ủng đừng, cùng chiến vô song tiền vạn quán hoàng phủ đào thiên bọn người tạm biệt, cuối cùng hắn nhìn Giang tiêu giao một chút, sờ soạn thoáng cái đầu của hắn, thân thể lóe lên rời đi giang giới. Mẫu thân, phụ thân làm sao thoáng cái lại đi, giang tiêu dao nháy trắng đen rõ ràng mắt to nhìn qua tô như tuyết, lông mày có chút nhíu lên nói, phụ thân đi đâu. Tô như tuyết trong mắt nổi lên xương trắng, cố nén không để cho mình khóc lên, nhẹ nhàng thì thào, phụ thân ngươi đi làm đại sự, đi làm chuyện hắn nên làm. Hắn rất nhanh sẽ trở lại, nhất định sẽ trở về. Giang giật ra bị đặc tôn xử trước mặt, cái sau khoát tay nói ra, mở ra thông đạo, ra ngoài đi. Giang giật có chút kinh ngạc, như thế cường đại tôn sứ đại nhân sẽ không trực tiếp dẫn hắn thuấn di ra ngoài hắn dừng một chút, tâm niệm cảm ứng thoáng cái thế giới của mình, xác định rất ổn định sau mở ra một cái thông đạo liên tiếp minh giới bên ngoài hư không. Hưu, Giang giật cùng bị đặc tôn sử bay ra thông đạo, ra hình sử đại nhân mạnh nhanh cô phi thượng tiên phía trước. A, à, hình sử đại nhân cùng cô phi thượng tiên liếc nhau, hai người trong mắt đều là kinh nghi, bị đặc tôn xử thế mà không có đánh giết Giang giật ngược lại mang theo hắn ra, đây là tình huống như thế nào. Giang giật coi thường hình xử đại nhân cùng cô phi thượng tiên, thần thức tại phố cận dò xét, rất nhanh phát hiện một cái tiểu bí cảnh bên trong ẩn núp hai cái nhân tộc trinh sát. Hắn truyền âm qua nói, ta là Giang giật, người đi tìm tới thiên phượng đại đế ngụy thiên vương bọn hắn, liền nói ta đi tiên vực một đoạn thời gian. Vạn tượng tiểu giới minh tộc uy hiếp đã giải trừ, tiên vực đại nhân vật đều sẽ rời đi. Người để bọn hắn đem sở hữu minh tộc đánh giết, một tên cũng không để lại, thống nhất hồng mông thế giới. Nhân tộc ngụy Thiên Vương thống lĩnh, yêu tộc Phượng Tự thống lĩnh, thiên tề giới thiên ma giới ban cho yêu tộc, ta không có ở đây thời gian hồng mông thế giới không phải náo động, nghỉ ngơi lấy lại sức, hết thảy chờ ta trở lại hắn nói. Tuân mệnh, thiên đế, hai cái ẩn núp trinh sát vội vàng truyền âm tới, bị đặc thiên tôn thần thức hướng vạn tượng tiểu giới quét tới. Khóa chặt ngay tại phong ấn học được tiên thuật minh tộc giao chỉ thượng tiên đám ba người hạ lệnh, ba người các người sự tình xong xuôi sau lập tức hội tiên vực, đương nhiên. Nhất định phải phòng ấn sở hữu học được tiên thuật minh tộc. Đưa tin xong, bị đặc tôn sử vung tay lên, hư không bên trên xuất hiện một đạo cửa lớn màu vàng óng, ánh mắt của hắn hướng hình sử đại nhân bọn người quét tới nói, chư vị, đều trở về đi. Hình sử đại nhân ánh mắt lấp lóe nhìn giang giật vài lần về sau, cắn răng nói ra, tôn sứ đại nhân, giang giật hắn phạm phải như thế tội ác, chẳng lẽ? Ngậm miệng, bị đặc tôn sử lạnh lùng nhìn lướt qua đi qua, khiển trách, bản tọa tự có chủ trương, người vẫn là trở về tự cầu phúc đi, người điểm ấy tiểu tâm tư coi là bản tọa nhìn không ra. Vâng, đại nhân, hình sử đại nhân nội tâm run lên, cắn răng mang theo cô phi thượng tiên tiến vào tiên vực đại môn. Bị đặc tôn sử vung tay lên, mạnh nhanh cũng mang theo giang giật đi theo tiến vào cửa lớn màu vàng óng bên trong. Ông, tiên vực đại môn quan bế, khắp nơi khôi phục bình tĩnh. Minh giới bên này hư không từng bước khôi phục bình tĩnh hai cái nhân tộc trinh sát từ nhỏ bí cảnh bên trong bay ra, bọn hắn có chút lo lắng nhìn qua tiên vực đại môn biến mất địa phương, chuyện lúc trước bọn hắn đều dò xét đến. Không mông thế giới ngược lại là an toàn, liền sợ. Giang giật lần này có đi không trở lại, chương 2170 tiên vực, tiên vực chỗ một cái rất kỳ dị không gian bên trong, nơi này là một cái đơn độc không gian. Toàn bộ tiên vực đều trôi nổi ở trong hư không, tiên vực bởi một khối lơ lửng cự đại lục chỗ cấu thành, cái này đại lục đoán chừng có nửa cái hồng mông thế giới lớn như vậy. Đại lục phía trên xương trắng tràn ngập, tiên phủ phúc địa vô số, nơi này là chân chính thiên giới. Ông, trong đại lục ở giữa một cái siêu cấp lớn bạch ngọc quảng trường thượng truyền đưa tiên trận quang mang lấp lánh, rất nhanh bốn đạo nhân ảnh ngưng hiện. Giang giật vừa ra tới tùy ý quét qua, đầy mắt chấn động, đây mới thật sự là tiên vực, chân chính thiên đình A. Giang giật có một tòa thiên đình, mà lại cùng trước mắt tòa này thiên đình có chút giống nhau bất quá kia là tiểu bản nơi này mới là chính bản thiên đình liếc nhìn lại khắp nơi đều là cung đình thiên phủ lâu ảnh trùng điệp kéo dài chập trùng căn bản không nhìn thấy cuối cùng xương trắng tràn ngập cùng lâu như ẩn như hiện bạch ngọc cầu hành lang thông thiên đồ đằng trụ điêu bích khắc cầu nơi này hết thảy đều là như vậy làm người ta cảm giác mới lạ cảm giác được tâm linh chấn động thiên địa linh khí thật là nồng nặc không gian tốt ổn định trọng lực tốt cường đại thần thức đều không thể dò xét. Giang giật tùy ý dò xét một phen, phát hiện cùng hồng mông thế giới có phi thường lớn khác biệt. ở chỗ này hắn còn không có hành tẩu, tùy ý vặn vẹo thoáng cái thân thể liền phát hiện vấn đề. tốc độ của hắn tuyệt đối bị hạn chế nghìn lần vạn lần, đoán chừng ở chỗ này rất khó bay quá cao. người tới, bỉ đặc tôn xử một tiếng quát lớn, cách đó không xa một đội mặc màu trắng chiến giáp thượng tiên chạy như bay đến, một gối quỷ xuống nói tôn sứ đại nhân. bỉ đặc tôn xử nhìn lướt qua mạnh nhanh cùng giang giật lạnh giọng nói ra, mạnh nanh giang giật xúc phạm thiên quy, bản tỏa đã điều tra tinh tường. Hiện xử phạt tiên ma sơn phục dịch trăm vạn năm, lập tức chấp hành. Rõ, bốn cái thượng tiên thân thể lóe lên, phân biệt cầm xuống giang giật cùng mạnh nanh không nói một lời hướng nơi xa một cái truyền tống trận đi đến. Giang giật cùng mạnh nanh liếc nhau nở nụ cười khổ, bất quá mạnh nanh truyền âm tới nói, giang giật khác đừng lo lắng, tại tiên ma sơn mặc dù nguy cơ trùng trùng. Nhưng chấn thủ tiên ma sơn chính là chúng ta bắt điện một vị đại nhân, chúng ta chỉ cần vận khí không kém, ngược lại sẽ không chết đi. Mà lại, ở bên trong lập công, chúng ta có thể giảm bớt thời hạn thi hành án, nói không chừng mấy trăm mấy ngàn năm liền có thể trùng hoạch tự do. Tốt, Giang giật có chút thở dài một hơi, chỉ cần có thể không chết, kia luôn có hy vọng trùng hoạch tự do, một lần nữa trở lại hồng mông thế giới đi. Hắn bị hai cái thượng tiên bắt lấy đưa vào truyền tống trận, ánh mắt theo bản năng hướng hình sử đại nhân nhìn lại, lại nhìn thấy một đôi đằng đằng sát khí con ngươi. Nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, xem ra hình sử đại nhân không định buông tha hắn a. À. Không biết hình sử đại nhân có hay không tư cách tại tiên ma sơn làm loạn, nếu như có sự tình liền phiền toái. Ông, bên kia truyền tống trận sáng lên, giang giật cùng mạnh nanh bị truyền tống rời đi. Hình sử đại nhân trong mắt sát y biến mất, trong lòng cười lạnh liên tục, giang giật, lần này bởi vì ngươi, bản tọa trở thành tiên vực trò cười, rất có thể vị trí khó giữ được. Ừ, đừng tưởng rằng đi tiên ma sơn tựu an toàn, chờ xem đi bị đặc tôn sử nhìn lướt qua hình sử đại nhân cũng mặc kệ hắn ánh mắt nhìn về phía cô phi thượng tiên nói cô phi ngươi là long dương tôn xứ người chính ngươi tìm hắn thỉnh tội đi Hưu, sau khi nói xong bị đặc tôn sử trực tiếp hướng xa xa cung lâu quần bay đi không tiếp tục xem hình sử đại nhân một chút đi hồi trở lại đông biện đi hình sử đại nhân nhìn bị đặc tôn sử bóng lưng một chút hắn cũng không có thời gian đi tìm giang giật phiền phức trước ứng phó cục diện trước mắt nhìn xem có thể hay không bảo trụ hình sử đại nhân vị trí Tiên vực đông bộ có một tòa không tính quá lớn sơn phong, từ xa nhìn lại chỉ có cao trăm trượng, phương viên ngàn trượng đại, đây chính là để trong tiên vực người nghe tin đã sợ mất mật tiên ma sơn. Ông, Giang giật cùng mạnh nanh bị truyền tống tới, bất quá hai người chỗ truyền tống trận khoảng cách tiên ma sơn có cách xa trăm dặm, phụ cận còn có mấy chục tòa cung điện, bên trong ở mười mấy cái thượng tiên. Hiu hiu hiu, Giang giật cùng mạnh nanh bị áp giải tới, kinh động đến mười cái thượng tiên, mười mấy người bay ra ngoài sau đều đối Giang giật mạnh nanh chỉ trỏ, gỡ như xem quái vật nhất là giang giật cũng không có đạt tới thượng tiên cảnh giới thế mà ra tiên vực khó tránh khỏi làm cho người ta chú ý cái kia là bắc điện hộ điện linh thú mạnh nhanh a à giống như lần trước tự xúc phạm thiên quy bị phạt lần này lại bị đưa tới tiên ma sơn tiểu tử kia là cái quỷ gì sinh mệnh khí thức trẻ tuổi như vậy mà lại là phàm nhân a à làm sao cũng bị đưa tới tiên ma núi đúng a à, không phải là một vị thượng tiên con riêng a à chúc thực lực ấy đưa đi tiên ma sơn sợ là sống không qua một tháng a à. Một tháng ngươi quá coi trọng hắn, 10 ngày đoán chừng đều nhịn không được. Nếu không ta mở ra bàn, các ngươi đặt cược cược tiểu tử này có thể sống bao nhiêu ngày. Hảo hảo, tới đi, ta cược sống 10 ngày, một bách tiên thạch. Ta cược một ngàn tiên thạch, sống không quá 15 ngày. Một đám người vây tụ cùng một chỗ, chỉ trỏ, rất là náo nhiệt, mà lại không chút nào tị húy giang giật cùng mạnh nanh. Giang giật ngượng ngùng run lên cái mũi, đám này tiên nhân làm sao dạng này a à, tiên nhân không phải cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian, không hỏi thế sự sao như thế nào cùng một đám bà tám đồng dạng nhàm chán. Mạnh nanh nhìn qua giang giật sắc mặt, cười khổ một tiếng truyền âm giải thích nói, giang giật, người đừng đem tiên nhân nghĩ đến cao thượng như vậy, trên thực tế. Tiên nhân so phàm nhân càng nhàm chán, bởi vì tiên nhân có được vô hạn sinh mệnh, vĩnh sinh bất tử. Người suy nghĩ một chút như vậy tháng năm dài đằng đắng, bọn hắn có thể làm gì tu luyện rất khó đột phá, như thế tháng năm dài đằng đắng dù sao cũng phải tìm ta việc vui, nếu không người hội điên mất mà lại trong lịch sử rất nhiều thượng tiên đều sẽ bởi vì quá nhàm chán vô vọng đột phá cuối cùng tự sát bởi vì bọn hắn cảm thấy sống được không có ý nghĩa còn sống không có ý nghĩa giang giật nhếch miệng có chút khó tin bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ loại tình huống này hoàn toàn chính xác có thể sẽ phát sinh cũng kỷ như chính mình giống như thành tiên sau đó thân nhân bằng hữu đều dần dần chết đi sở hữu người quen biết đều chậm rãi chết đi cuối cùng chỉ còn lại mình mình một người mà nếu như mình thực lực không cách nào tiến thêm, cả một đời đều có thể là thượng tiên. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng có thể sẽ bản thân hoài nghi, hội điên dại, hội cảm giác được nhàm chán, còn sống không vậy ý nghĩa, cuối cùng lựa chọn kết thúc sinh mệnh mình. Làm gì ngẩn ra, đi. Bốn tên thượng tiên áp giải giang giật cùng mạnh nanh hướng phía trước tiên ma sơn chạy như bay, giang giật cười khổ một tiếng, suy nghĩ những cái kia có ý nghĩa gì vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tại tiên ma sơn sống sót rồi nói sau. a à, Càng hướng tiên ma sơn tới gần, Giang giật phát hiện tiên ma sơn càng đến càng lớn, cho tới gần tiên ma sơn 50 dặm về sau, thế mà phát hiện hắn đã không nhìn thấy hai bên cùng phía trên cuối cùng, cảm giác ngọn núi này lớn đến vô biên vô hạn. Mà lại trên núi Giang giật có thể cảm nhận được các loại thiên địa bản nguyên bạo động, có địa phương lôi điện gào thét mà xuống, có địa phương mưa đá đầy trời, có địa phương tiếng gió hú như đao, có địa phương vẫn thạch nhấp nhô. Giang giật tùy ý liếc nhìn vài lần, đều cảm giác khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ chí mạng. Giang giật, mạnh nanh một bên bôn tẩu, vừa cùng Giang giật giải thích nói, cái này tiên ma sơn là một cái đơn độc thế giới, nơi này nhìn từ đằng xa là vô hạn nhỏ, khẽ dựa gần lại là vô hạn lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu bị đặc thiên tôn đoán chừng đều dò xét không được. Nơi này vô cùng nguy hiểm, thiên tiên tùy thời đều có thể vẫn lạc, bất quá. Giống như thủ hộ nơi này đại nhân chiếu cố, chúng ta có bảy thành nắm chắc sống sót, hết thảy tựu xem vận khí. mươi 2171, Ngục Sứ Đại Nhân, bảy thanh nắm chắc rất cao cái này khiến giang giật có chút tâm hai người tiếp tục bị áp giải tiến lên phía trước tòa kia sơn càng đến càng lớn giang giật thần thức không thể dò xét chỉ có thể dựa vào con mắt xem rất nhiều thứ thấy mơ mơ hồ hồ nhưng có thể xác định là ngọn núi này thật vô cùng lớn mà lại khắp nơi đều là nguy cơ đi lại gần nửa canh giờ rốt cục đạt đến chân núi giờ phút này sơn giang giật chỉ có thể nhìn thấy phương viên mấy vạn trượng càng xa thấy mông mông lung Giang giật cùng mạnh nanh đến địa phương là một cái đại sơn cước quảng trường nhỏ, nơi này có mấy tòa màu đen tòa thành, lối kiến trúc cùng thiên đình tương phản, nơi này tràn đầy khắc nghiệt một ngạt chi khí, làm người ta cảm giác được kiềm chế. Vài tòa siêu cấp lớn thành bảo bên trong hộ vệ cũng không nhiều, chỉ có gần trăm người, đều là thượng tiên, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thiên tiên. Bất quá ngẫm lại thiên tiên chỉ có 36 cái, tiên vực lớn như vậy, làm sao có thể tùy ý nhìn thấy. Hai cái này là bị đặc tôn sử chỉ định đưa tới phạm nhân phục dịch trăm vạn năm, mời chư vị tiếp thu thoáng cái. Bốn vị phụ trách áp giải thượng tiên đem giang giật cùng mạnh nanh giao cho bên này trông coi, hai tên trông coi tiếp thu tới trực tiếp mang theo đi một cái đại thành lâu đài, tại tòa thành bên ngoài dừng lại một người đi đầu thông báo. Đi vào đi, ngục sứ đại nhân muốn gặp các ngươi. Một lát sau cái kia thượng tiên đi tới, mạnh nanh đôi mắt sáng lên hướng giang giật nhẹ gật đầu hai người hướng bên trong đi đến, vừa đi lặng yên truyền âm tới nói, giang giật, đợi lát nữa người muốn cung kính một chút, ngục sứ đại nhân chủ quản tiên Ma Sơn. Giống như người đắc tội hắn, cho chúng ta đưa đi nguy hiểm khu vực phục dịch, sợ là một ngày chúng ta đều sống không qua. Ừm ừm, Giang giật nhẹ gật đầu, hai người đi theo hai tên thượng tiên đi vào tòa thành đại điện, bên trong khí tức càng thêm lạnh lẽo, túc sát chi khí đập vào mặt, để cho người ta kiềm chế tới cực điểm. Tiến vào đại điện, Giang giật phát hiện bên trong không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có mấy ngọn mờ tối đèn, đại điện cũng không có chỗ ngồi cùng bài trí, chỉ có ngay phía trên có một vụ án đặc biệt đài một cái khuôn mặt cứng nhắc tóc đen lão giả ngồi có trong hồ sơ sau đài tại giang giật cùng mạnh nhanh sau khi đi vào hắn ngẩng đầu một đôi mắt trực tiếp khóa chặt giang giật oanh tựa như linh hồn bên trong nổ lên một đạo như lôi đình bị ngục sứ đại nhân nhìn thoáng qua giang giật linh hồn đều kém chút xé rách kém chút đứng không vững đặt mông ngồi xuống cái này ánh mắt quá kinh khủng để giang giật cũng không dám cùng hắn đối mặt Bịch, mạnh nanh đi vào tựu đơn đầu gối quỳ trên mặt đất quát khẽ, mạnh nanh tham kiến mục sứ đại nhân. Giang giật lại không quỳ, không mình hành lễ nói, Giang giật tham kiến mục sứ đại nhân. Vù vù, Giang giật một chuyến này lễ nhượng mạnh nanh sắc mặt đại biến, theo vào tới hai cái thượng tiên đồng dạng sắc mặt đại biến, một người gầm thét gặp mục sứ đại nhân không quỳ người muốn chết. Nhanh quỳ xuống, Giang giật, người điên rồi sao? Mạnh nanh cuống lên, vội vàng truyền âm tới, mới vừa rồi cùng Giang giật mới đã thông báo hắn thế mà đứng đấy hành lễ. Bọn hắn là thân phận gì tù phạm A, thế mà gặp ngục sứ đại nhân không quỳ, muốn chết chớ liên lụy hắn A. Đến tiên ma sơn, đừng nói hắn mạnh nanh, coi như thiên tiên ngục dùng đại nhân nghĩ hắn chết, tự sống không quá trời sáng. Giang giật vẫn là không có quỳ, có lẽ đời này quen thuộc lại trời lại đất lại phụ mẫu, chưa từng quỳ người, hắn cắn răng quyết chống, trầm mặc không nói. Đi xuống đi, ngục sứ đại nhân mở miệng, lại là để hai cái trông coi xuống dưới, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ mạnh nanh nội tâm chìm vào lòng đất ngục sứ đại nhân sẽ không muốn trực tiếp giết chết hai người không muốn để cho người nhìn thấy a à. kít hai cái trông coi đi xuống thế mà còn đóng cửa lại giang giật nội tâm cũng trầm xuống nhưng cuối cùng vẫn không có quỷ đi xuống người gọi giang giật lá gan thật lớn nha ngục sứ đại nhân ánh mắt nhìn về phía giang giật lạnh giọng nói khí tức trên thân đột nhiên mạnh lên tựa như từng tòa núi cao đặt ở giang giật trên bờ vai để Giang giật cảm giác toàn thân trầm xuống, kém chút tự quỳ xuống. Giang rắc giang rắc, trên vai áp lực càng lúc càng lớn, Giang giật xương cốt bắt đầu rung động, hai chân đang run rẩy lúc nào cũng có thể quỳ đi xuống. Ngục sứ trên người người lớn sát khí càng lúc càng nồng nặc, Giang giật nội tâm thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn quyết chống, không có quỳ xuống. Két, phốc, mười hơi thời gian về sau, Giang giật xương cốt đoạn mất mấy cây, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ liền bị đè xuống, nhưng ở lúc này trên vai áp lực đột nhiên biến mất. a à, Giang giật không kịp đi lau sạch miệng ánh mắt nhìn về phía ngục sứ đại nhân, lại thấy người sau khóe miệng lộ ra mỉm cười, bất quá có thể ngục sứ đại nhân không thường thường cười, cười đến có chút cứng nhắc, có chút khó coi. Ha ha, ngục sứ đại nhân ngượng cười hai tiếng nói ra, quả nhiên có cốt khí, khó trách đem cổ cương làm cho đầy bụi đất, hình sử đại nhân vị trí đều có thể giữ không được, không tệ, không tệ. Không tệ, mạnh nanh có chút kinh ngạc, hắn trong ấn tượng mục sứ đại nhân là nhất cứng nhắc canh nhiệt thiên tiên người xưng quỷ kiến sầu tiên vực mọi người không nguyện ý nhất nhìn thấy liền là vị đại nhân này cho tới bây giờ đều là một tấm mặt chết hiện thế mà cười còn nói giang giật không tệ chẳng lẽ mục sứ đại nhân cùng hình sử đại nhân có thủ giang giật đem hình sử đại nhân làm thảm rồi mục sứ đại nhân tâm tình rất không tệ mạnh nanh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn phản ứng rất nhanh lập tức chắp tay nói ra mục sứ đại nhân giang giật tuổi nhỏ không hiểu chuyện còn xin đừng nên trách. Bị đặc tôn xử đều bị cái này kẻ lỗ mãng tức giận đến không được, kém chút tại chỗ liền giết hắn. Mạnh nhanh lời nói này rất có kỹ xảo, vị này ngục sứ đại nhân là Bắc Điện, bị đặc tôn sử cũng là Bắc Điện, đồng suất một môn. Đã bị đặc tôn sử bị giang giật tức giận đến không được, cuối cùng cũng không có giết chết giang giật, khẳng định là có nguyên nhân. Bị đặc tôn sử đều không có giết, ngục sứ đại nhân khẳng định không thể giết lung tung. a à, ngục sứ đại nhân quả nhiên có chút hiếu kỳ, hắn đột nhiên đưa tin cho mạnh nanh nói, cụ thể là tình huống như thế nào nói một chút. Tốt, mạnh nanh toàn thân run lên, ngục sứ đại nhân quả nhiên rất để ý bị đặc tôn xử, cố ý truyền âm tới. Hắn vội vàng đem tình huống lúc đó, cùng lần này tiền căn hậu quả, đơn giản cho ngục sứ đại nhân truyền âm nói một lần. Nha, ngục sứ đại nhân quét sang giật hai mắt, lần nữa nhếch miệng mỉm cười, hắn trầm mặc một chút nói ra, tiểu tử, cứng quá dễ gãy lần này bản tỏa tựu tha thứ một lần bất quá tiên ma sơn có tiên ma sơn quy củ, ngươi lần này đối với bản tọa vô lễ, ngươi phục dịch nhiệm vụ tăng thêm, lúc đầu ngươi nhất định phải mỗi ngày nộp lên một bách tiên thạch, tự mỗi ngày nộp lên 200 đi, 10 ngày một phát, giống như dao không lên trực tiếp chém giết. Các ngươi phục dịch địa điểm, liền đi, thiên ma phong đi, nhiệm vụ tăng thêm thiên ma phong, mạnh nhanh lúc đầu âm thầm kêu khổ, nhưng nghe đến câu nói sau cùng lập tức mắt sáng rực lên, hắn vội vàng trùng điệp thăm viếng xuống dưới, quát khẽ nói, đa tả đại nhân, đa tạ đại nhân. Giang giật mau cảm ơn, nhìn thấy Giang giật ngây ngốc, mạnh nanh cuốn quyết truyền âm nói tiên ma núi lớn nửa địa phương đều vô cùng nguy hiểm, chỉ có ba cái địa phương xem như an toàn, thiên ma phong liền là trong đó một chỗ. Mà lại thiên ma phong tiên thạch rất nhiều, còn không bái tạ. A à nha, Giang giật tỉnh ngộ lại, không người trùng điệp cong xuống, đa tạ đại nhân. Đi xuống đi, ngục sứ đại nhân phất phất tay, đại môn mở ra, Giang giật hai người đi ra ngoài. Ngục sứ đại nhân nhìn hai người rời đi, tấm kia cứng nhắc mặt lại nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, chúa tể uy năng tôn sứ đại nhân nói tiểu tử này lại có chúa tể uy năng ngược lại là một cái kỳ tài. Liền là tính tình bướng bỉnh ta, hy vọng tại thiên ma sơn không nên nháo sự tình đi, nếu không bản tỏa cũng chỉ có thể vô tình chém giết. chương 2172, Tiên Thạch, Tiên Ma Sơn hết thảy có 3.800 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều có thiên hồng giới một cái vực lớn như vậy sở dĩ giống như luận diện tích một cái tiên ma sơn tự có mấy cái thiên hồng giới lớn như vậy nhưng từ bên ngoài xem tiên ma sơn cũng chỉ có cao trăm trượng phương viên ngàn trượng đại đây chính là tiên ma sơn chỗ khác thường giang giật cùng mạnh nanh bị trông coi mang theo truyền thống đã tới một tòa đơn độc sơn phong nói là sơn phong giang giật cùng mạnh nanh lại cảm giác nơi này giống như là một khối đại lục lớn đến vô biên vô hạn phía trước có một tòa thành lâu đài tòa thành bên trong đi ra ba cái người mặc màu trắng chiến giáp hộ vệ hai nam một nữ đồng dạng đều là thượng tiên thực lực, trông coi đem mạnh nanh cùng Giang giật giao cho ba người liền rời đi. Giang giật điệu thấp đi theo mạnh nanh không dám nói lời nào, mạnh nanh các loại chờ xem thủ hộ vệ rời đi về sau, lập tức mặt mày hớn hở đối với ba cái hộ vệ chắp tay nói ra, ba vị đại nhân đều là bác điện A tại hạ mạnh nanh, đã từng là trông coi bắc điện linh thú, gia phụ là mạnh hận. Nha, nguyên lai là người A, một cái khuôn mặt khôi ngô, nhìn rất trẻ trung hộ vệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, ta đã từng thấy qua ngươi, ta đi qua Bắc Điện, người chính là cái kia hắc giáp thú A. Đúng đúng, mạnh nanh liên tục gật đầu, sau đó chỉ vào giang giật nói ra, đây là của ta một cái tiểu huynh đệ giang giật, cùng một chỗ phạm tội bị phạt tại cái này phục dịch trăm vạn năm. Giang giật, ba cái hộ vệ ánh mắt sáng ngời quét về phía giang giật, lời mới vừa nói kia khôi ngô hộ vệ nói ra, người chính là hồng mông trong thế giới cái kia giang giật để hình xử đại nhân mất hết mặt giang giật. Ách, giang giật không nghĩ tới thế mà liền tiên vực đều biết tên của hắn, hắn chắp tay nói giang giật gặp qua ba vị đại nhân ha 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 khách khí người kia cười to nói ta gọi tường hoa vị này là thê tử của ta thuộc linh còn có một cái là huynh đệ của ta tên là lục hà mạnh nhanh nghe xong nội tâm mừng rỡ cái này tường hoa thượng tiên cư nhiên như thế coi trọng giang giật bọn hắn về sau tại thiên ma phong hội rất an nhàn a à. hắn con người nhất chuyển hỏi tường hoa thượng tiên kia cái gì ngục sứ đại nhân có phải hay không cùng hình sử đại nhân có chút không hợp nhau a à? há lại chỉ có từng đó không hợp nhau tường hoa thượng tiên thấp giọng giải thích nói ngục sứ đại nhân nhi tử năm đó phạm tội bị hình xử đại nhân xử phạt phục dịch trăm vạn năm giờ phút này còn trấn áp ở bên dưới dưới đâu khó trách mạnh nanh bừng tỉnh đại ngộ giang giật cũng minh bạch vì sao cái này ba cái thượng tiên đối với hắn khách khí như thế bọn hắn cấp trên cùng hình xử đại nhân có thù các nàng khẳng định cùng chung mối thù giang giật huyên náo hình xử đại nhân đầy bụi đất vị trí đều có thể khó giữ được ba vị thượng tiên bởi vậy xem trọng hắn một chút, ngục sứ đại nhân đối với hắn cũng đặc biệt tốt. Tường hoa thượng tiên dừng một chút nói ra, mạnh nanh, giang giật, ngục sứ đại nhân mặc dù đem các người đặt ở thiên ma sơn, rõ ràng có thiên vị chi ý. Nhưng quy củ liền là quy củ, mạnh nanh mỗi ngày một bách tiên thạch, giang giật một ngày hai bách tiên thạch, mười ngày một phát, giống như dao không lên đây, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Mà lại tại thiên ma sơn không thể ẩu đả, một khi náo ra mạng người, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Mạnh nanh cùng giang giật nhẹ gật đầu, mạnh nanh nói ra, ta biết quy củ, sẽ không làm loạn. Được rồi, các người đi thôi, sau 10 ngày hồi trở lại nơi này là được. Tường hoa thượng tiên phất phất tay mang theo vợ hắn cùng một cái khác thượng tiên đi vào tòa thành, khi tiến vào tòa thành trước hắn đột nhiên truyền âm cho mạnh nanh nói, đi đông bắc một bên, bên kia tiên thạch nhiều một ít. Mặt khác, cẩn thận một chút, đông điện bên kia có chút 10 cái thượng tiên cũng tại thiên ma phong phục dịch, giống như các người bị giết, đối phương không có để lại dấu vết lời nói, chúng ta cũng không có cách nào. Có bất kỳ vấn đề, hướng bên này trốn, phát tín hiệu cho chúng ta đi. Đa tạ, tường hoa thượng tiên, người ân tình này mạnh nanh nhớ kỹ. Mạnh nanh chắp tay, mang theo giang giật hướng đông bắc vừa đi đi, giang giật trầm mặc đi theo hắn hành tẩu. Các loại chờ rời đi tòa thành mấy vạn trượng về sau, hắn mới tốt kỳ mà hỏi, mạnh nanh đại ca, bọn hắn không trông giữ chúng ta không sợ chúng ta chạy trốn. Trốn, mạnh nanh kinh ngạc, sau đó cười khổ giải thích nói này thiên ma phong không cưới truyền tống trận căn bản đi ra không được mà lại coi như các ngươi chạy ra thiên ma phong ngươi có thể chạy ra tiên ma sơn coi như ngươi có thể chạy ra tiên ma sơn ngươi có thể bỏ chạy cái nào tiên linh kính vừa chiếu ngươi không chỗ ẩn trốn a à. a à nha giang giật bừng tỉnh đại ngộ có tiên linh kính hoàn toàn chính xác chạy trốn tới cái nào đều là chết lại nói ngục sứ đại nhân tại cái này đoán chừng còn không có chạy ra tiên ma sơn liền sẽ bị giết giang giật cảm ứng bốn phía một cái trọng lực tăng tốc độ thoáng cái, còn nếm thử phi hành, rất nhanh hắn sắc mặt biến đến âm trầm, nơi này trọng lực quá lớn, hắn đều rất khó phi hành, nhiều nhất lướt đi thoáng cái. Tâm hắn niệm yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, quét qua về sau nội tâm trong nháy mắt chuyển vui, hắn tâm thần có thể quét toàn bộ thế giới, có thể rõ ràng dò xét đến tất cả mọi người, đồng thời hắn còn thử cùng kha lộng ảnh truyền âm, thành công cùng kha lộng ảnh hàn huyên vài câu. Ông, trong tay hắn quang mang lấp lánh, thế mà có thể điều động thiên địa chi lực, Nội tâm của hắn càng thêm cuồng hỉ. Thiên địa chi lực là hắn chỗ dựa lớn nhất, không có thiên địa chi lực hắn liền không có bất luận cái gì tự vệ lực lượng. Đáng tiếc, nơi này không gian quá vững chắc, hắn thử mấy lần đều không thể mở ra thông đạo, tự nhiên là không cách nào tiến vào thế giới của mình, càng không khả năng đem giang giới bên trong người truyền tống ra. Có thể dò xét đến tất cả mọi người, có thể cùng mọi người truyền âm, giang giật đã phi thường vui vẻ. Giang giật cùng Kha Lộng ảnh đơn giản hàn huyên vài câu, thu hồi tâm thần chuyên tâm đi theo mạnh nanh bôn tẩu. Hắn mỗi ngày cũng phải cần đạt được hai bách tiên thạch, giống như không chiếm được đầy đủ tiên thạch, sau 10 ngày liền bị chém giết. Đúng rồi, hắn nhớ tới mạnh nanh trước đó nói qua có thể giảm hình phạt, hắn hỏi, mạnh đại ca, trước người nói có thể giảm hình phạt, cái này giảm hình phạt là thế nào giảm? Rất đơn giản, mạnh nanh một bên bốn phía liếc nhìn, một bên giải thích nói tiên thạch, tới đây là đào tiên thạch, đào tiên thạch có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể giảm hình phạt, người có thể đào tiên thạch càng nhiều, Hình kỳ của ngươi tự càng ngắn. Tỷ như ngươi một ngày hai bách tiên thạch, một năm liền là bảy vạn ba tiên thạch. Ngươi có thể giao bảy vạn ba tiên thạch liền có thể giảm hình phạt một năm. Giao bảy trăm ba mươi vạn tiên thạch liền có thể giảm bớt trăm năm. Cứ thế mà suy ra. Giống như ngươi có thể giao ra trăm vạn năm cần có tiên thạch, ngươi liền có thể khôi phục tự do. A à nha, Giang giật nhẹ gật đầu. Cái này ngược lại là đơn giản. Tiên thạch xem ra là tiên vực trọng yếu hơn một loại đồ vật, hẳn là tu luyện sử dụng hắn nghĩ nghĩ hỏi mạnh đại ca tiên thạch dễ dàng đào sao gặp nguy hiểm sao nói dễ dàng cũng dễ dàng mạnh nanh nhún vai một cái nói tại thiên ma phong tương đối dễ dàng ta vận khí tốt một ngày có thể đào mấy trăm thậm chí mấy ngàn nếu như là địa phương còn lại vậy liền rất dễ dàng chết đi đương nhiên thiên ma phong cũng gặp nguy hiểm mặt khác chính là nơi này bị tù phạm nhân sẽ đoạt đoạt nơi này không thể giết người cướp đoạt tiên thạch lại là chuyện thường xảy ra sở dĩ ở chỗ này muốn ẩn nhẫn ta không thể giết người không có nghĩa là không thể đem người biến thành phế vật một khi biến thành phế vật giao không lên nhiệm vụ cần thiết tiên thạch vẫn là một cái chết ừm ta nhớ kỹ giang giật nhẹ gật đầu giống như là bình thường tình huống hắn khẳng định biết ẩn nhẫn dù sao hắn chết hồng mông thế giới cùng giang giới tựu không ai quản một đường bôn tẩu mạnh nhanh thần thức có thể dò xét lại chỉ có thể dò xét trăm dặm sau nửa canh giờ phía trước thế mà xuất hiện sương mù nồng nặc Mạnh nhanh tốc độ có chút thả chậm bàn giao nói, "Chú ý, nơi này mặt đất lúc nào cũng có thể xuất hiện tiên thạch, giống như cảm ứng được mặt đất ba động lập tức né tránh, nếu không sẽ bị phun ra tới tiên thạch bắn thủng." Tiên thạch bắn thủng, sang giật nháy nháy mắt có chút chấn kinh ngạc, tình cảm tiên thạch là theo trong núi phun ra tới a à cái này tiên thạch đến cỡ nào cứng rắn, tốc độ đến cỡ nào nhanh a à thế mà có thể đem hắn cho bắn thủng. Chương 2173, vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiên thạch là tiên vực đặc hiếu đồ vật là dùng tới tu luyện, đương nhiên cũng không phải là trực tiếp luyện hóa, mà là cần đặc thù tiên trận mới có thể luyện hóa, mới có thể hấp thu tiên thạch bên trong tiên lực. Sở dĩ tại tiên ma sơn liền xem như thiên tiên đều không thể lợi dụng tiên thạch tu luyện, bởi vì nơi này không có tiên trận. Tại tiên ma sơn phục dịch, bất kỳ cái gì phạm nhân đều không thể mang một mai tiên thạch rời đi tiên ma sơn, tiên thạch ở chỗ này tác dụng chỉ có thể là giao nhiệm vụ cùng giảm hình phạt. Mạnh nhanh cùng giang giật giải thích một đại thông, Giang giật một mực khẩn trương nhìn chăm chú tình huống chung quanh, nhưng ở trong sương mù dòng dã đi nửa canh giờ, lại một mai tiên thạch không thấy được. Tiếp tục đi, đường trở nên gập ghềnh, thỉnh thoảng có hẻm núi, khe rãnh, hố sâu, đột một phong loại hình. Đương nhiên đây đối với Giang giật cùng mạnh nanh không có bất kỳ cái gì áp lực, Giang giật có thể động dụng thiên địa chi lực về sau, có thể miễn cưỡng phi hành một khoảng cách, vượt ngang khe rãnh leo lên sơn phong không là vấn đề. Một canh giờ, hai canh giờ giang giật vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì tiên thạch hắn có chút nóng nảy nhìn qua mạnh nanh hỏi mạnh đại ca tại sao không có tiên thạch a à? không vội mạnh nanh nhếch miệng cười nói thiên ma lâu đài phụ cận tiên thạch hiếu ta càng đi thiên ma phong chỗ sâu tiên thạch càng nhiều đương nhiên cũng càng nguy hiểm mỗi lần tiên thạch phun trào đều có thời gian khoảng cách thiên ma lâu đài phụ cận nhiều người tiên thạch tự nhiên là ít a à nha giang giật tiếp tục đi theo bôn tẩu tại sao gần nửa canh giờ phía trước mặt đất đột nhiên sóng gió nổi lên mạnh nanh lập tức quát khẽ cẩn thận hiu phía trước mặt đất đột nhiên nổ tung tiếp lấy mấy trăm đạo ánh sáng phóng lên tận trời tốc độ quá nhanh giang giật đều không có kịp phản ứng uống mạnh nanh hét lớn một tiếng đột nhiên biến ảo ra bản thể sau đó dùng cái đuôi đột nhiên quét qua có mấy chục đạo lưu quang bị hắn cái đuôi quét chúng từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên còn có đạo đạo hỏa hoa kia mấy chục đạo lưu quang bị mạnh nhanh cái đuôi quét bay không có vào phụ cận ngọn núi bên trong. Ách, Giang giật nhìn thấy còn lại lưu quang cũng bay bắn lên không trung, toàn bộ biến mất không thấy, mặt đất khôi phục bình tĩnh, hắn nháy nháy mắt nói ra, mạnh đại ca, tiên thạch tựu phun trào xong. Ông, mạnh nhanh biến trở về nguyên hình thân thể hướng nơi xa bay đi, từng bước theo trong núi đào ra vừa rồi quét ra đi tiên thạch, đào mười mấy mai lúc này mới dừng lại nói ra, đương nhiên phun trào xong, ngươi cho rằng tiên thạch phun ra ngoài sẽ còn chờ ngươi chậm rãi thu thất thần làm gì nhanh đi giúp ta đào tiên thạch chế chút sợ có người tới cướp a à nha giang giật vội vàng chạy như bay tìm kiếm bị mạnh nhanh quét bay tiên thạch hắn rất mau tìm đến một viên bất quá lâm vào ngọn núi có vài chục trượng mà lại núi này thể phi thường cứng rắn hắn lấy ra hỏa long kiếm đào mười mấy hơi thở thời gian mới móc ra đây chính là tiên thạch a giang giật nắm lấy một viên màu trắng tiểu thạch đầu phát hiện cái này thạch đầu óng ánh sáng long lanh bên trong còn có nhàn nhạt, nhạt màu trắng doanh màu, rất là xinh đẹp, xem xét cũng không phải là phàm vật. Giang giật phối hợp mạnh nhanh tại phụ cận khai quật, tốn hao thời gian một nén nhang đem hơn 30 mai tiên thạch toàn bộ đào lấy. Giang giật đi qua đem sở hữu tiên thạch giao cho mạnh nhanh nói, mạnh đại ca, cho ngươi. Ngươi giữ đi, mạnh nanh quét giang giật một cái nói, ta một ngày chỉ cần 100 mai, ngươi một ngày cần phải 200 mai. Lần sau đừng phát sừng sốt, tiên thạch phun trào chỉ có một hơi thời gian, ngươi không thể sững sờ, phải nghĩ biện pháp trước tiên đem tiên thạch cho chặn lại, nếu không 10 ngày sau ngươi giao không thượng tiên thạch sẽ bị chém giết. Không cần, không cần, Giang giật đem tiên thạch giao cho mạnh nanh nói, đại ca, đây là ngươi lấy ra, ngươi trước góp đủ nhiệm vụ của ngươi số đi, nếu có thêm lại cho ta không muộn, ta sẽ nghĩ biện pháp làm tiên thạch. Mạnh nanh trước đó đối Giang giật có ân, lần này bị xử phạt tiên ma sơn phục dịch trăm vạn năm cũng là bởi vì hắn mới có thể bị liên lụy. Đây là mạnh nanh chặn đường tiên thạch, hắn làm sao có ý tứ muốn, mạnh nhanh cũng không nói nhảm mang theo giang giật tiếp tục tiến lên giang giật bắt đầu thành tâm thỉnh giáo làm như thế nào chặn đường tiên thạch tiên thạch tốc độ phun trào rất nhanh tiên thạch phi thường cứng rắn cao tốc dưới xung lực là phi thường kinh khủng sở dĩ giang giật giống như dựa vào thân thể đi chặn đường bắt lấy khẳng định là muốn chết bình thường thượng tiên cũng không dám dùng thân thể đi chặn đường trừ phi là mạnh nhanh loại này tiên thú khác thượng tiên hoặc là cầm pháp bảo bắt lấy hoặc là dùng đại thần thông bắt lấy Giang giật hỏi mạnh nanh hắn hỏa long kiếm có thể cản sao mạnh nanh liếc nhìn nói có thể cản mấy lần, giống như cản nhiều đoán chừng muốn đứt gãy. Nhìn thấy Giang giật có chút mắt trợn tròn, mạnh nanh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Giang giật, người khác đừng quể oải, luôn sẽ có biện pháp. Mà lại, người lưu ý phụ cận ngọn núi nhỏ, có tiên thạch sẽ không bắn vào không trung hội bắn vào phụ cận ngọn núi nhỏ bên trong, vận khí tốt tại một cái ngọn núi nhỏ bên trong liền có thể đào mấy trăm mai đâu. Lại nói, đây không phải còn có ta sao ta sẽ giúp người đào lấy nhiệm vụ cần thiết tiên thạch. Giang giật chắp tay không có nhiều lời, ân tình này ghi tạc trong lòng là được, đi nói tạ chữ vậy quá làm kiêu. Hai người tiếp tục tiến lên, lần này vận khí rất không tệ, chỉ là đi lại ba nén hương thời gian, lại tao ngộ tiên thạch phun trào. Lần này Giang giật phản ứng rất nhanh hỏa long kiếm trong nháy mắt biến lớn, đối trên không trung bay đi tiên thạch mãnh vậy mà quét tới. Keng keng keng, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Giang giật cảm giác hai tay chấn động, Kém chút đều bắt không được Hỏa Long kiếm, bất quá lần này bị hắn quét qua, quét bay đi ít nhất có 30 mai tiên thạch. Mạnh nhanh cái đuôi đủ lớn, tốc độ rất nhanh, lần này quét ra đi hơn 50 mai. Giang giật đem tiên thạch toàn bộ đào lấy sau kiểm tra một chút Hỏa Long kiếm, phát hiện bên trong pháp trận thế mà bị chấn hỏng không ít, âm thầm lắc đầu. Xem ra Hỏa Long kiếm phẩm giai độ cứng không đủ, hoàn toàn chính xác không dùng đến mấy lần liền sẽ bị tiên thạch đứt đoạn. Làm như thế nào dùng thiên địa chi lực bắt lấy tiên thạch đâu? hỏa long kiếm không dùng đến, còn lại binh khí càng không cần phải nói, giang dập nhục thể còn không có đạt tới tiên thể tình trạng, đi ngạnh kháng tiên thạch chỉ có muốn chết. Duy nhất hy vọng liền là nghĩ biện pháp dùng thiên địa chi lực ngưng tụ thần thông tiên thuật bắt lấy tiên thạch, luôn không khả năng một mực dựa vào mạnh nanh A. Lại nói, hắn cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này ngốc trăm vạn năm, hắn còn không có trở thành thượng tiên, đoán chừng sống một vạn năm liền sẽ chết đi, sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp dùng thiên địa chi lực bắt lấy tiên thạch, Giang Giật không phải thượng tiên, Mạnh Nanh không thể dạy hắn tiên thuật, chuyện này chỉ có thể dựa vào Giang Giật chính mình đi lĩnh hội. Hai người tiếp tục hành tẩu, ở trên đường một tòa núi nhỏ bên trong còn ngoài ý muốn đào hơn 20 mai tiên thạch, Mạnh Nanh đã đủ một ngày nhiệm vụ cần thiết, Giang Giật vẫn còn kém xa. Thiên Ma Phong hoàn toàn chính xác vô cùng an toàn, Giang Giật cùng Mạnh Nanh đi lại tiểu nửa ngày, chỉ là gặp được mấy chỗ hiểm địa, còn hết sức rõ ràng, hai người xa xa đi vòng qua chính là Thiên Ma Phong tiên thạch rất nhiều, tường hoa thượng tiên chỉ điểm một phen, bọn hắn hướng đông bắc bên cạnh hành tẩu, trên đường tao mộ tiên thạch phun trào tần suất phi thường cao. Vẹn vẹn một ngày rưỡi thời gian, mạnh nanh đã lộng cú 10 ngày cần thiết tiên thạch, mà giang giật vẫn còn xa xa khó vời. Nếu như không có mạnh nanh giúp hắn, tuyệt đối không cách nào tập hợp đủ nhiệm vụ cần thiết tiên thạch. Giang giật sớm đã không dám dùng hỏa long kiếm, cái này hơn một ngày thời gian, hắn không muốn ra cái gì biện pháp, chỉ có thể giúp mạnh nanh chân chạy, đánh một chút ra tay. Người khác có thể giúp người một lần, mười lần, trăm lần, có thể giúp người cả một đời giang giật lông mày một mực nhíu chặt, tựa như chân trời hắc phân, từ đầu đến cuối không cách nào tan ra, trên mặt đều là sầu. chương 2174, người làm sao làm được? Uống, lại một lần tiên thạch phun trào, giang giật ngưng tụ thiên địa chi lực hình thành một cái đại thủ ấn trực tiếp đập tới. Nhưng cái này tiên thạch phi thường thần kỳ, thiên địa chi lực không có thực thể, sở dĩ không cách nào trấn áp tiên thạch, càng không cách nào đem tiên thạch cho đánh bay. nhìn thấy giang giật xứng sở biểu lộ mạnh nhan giải thích nói giang giật giống như có thể dựa vào đơn giản thiên địa chi lực chấn áp ta cũng không cần cái đuôi quét ngươi cho rằng ta không đau sao tiên thạch phun ra lúc lại dẫn dắt một loại tiên ma sơn thần bí lực lượng tại cái này lực lượng thần bí dưới tiên thạch có được kinh khủng lực xuyên thấu không phải thực thể đồ vật phi thường khó khăn chặn đường trừ phi ngươi thiên địa chi lực vận dụng thủ pháp phi thường nghịch thiên mới có cơ hội bắt lấy tiên thạch dạng này a à. Giang giật yên tĩnh lại, đi theo mạnh nhanh tiếp tục tiến lên, trong đầu cao tốc chuyển động lặp đi lặp lại thôi diễn. Mặc dù hắn không có tư cách ngưng tụ tiên thể, nhưng hắn đồng dạng có thể trưởng khống thiên địa chi lực, sở dĩ hắn cùng thượng tiên không có khác biệt lớn, tự xem làm sao xảo diệu vận dụng thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực ta có thể hoàn toàn trưởng khống, cùng mình thiên lực không có khác nhau, kia là chính ta lực lượng, đã như vậy. Phải chăng có thể như thiên lực đồng dạng tạo thành các loại kỳ dị thần thông cùng thủ đoạn đâu? Giang giật không có thí nghiệm, trước tiên ở trong đầu thôi diễn hắn từ khi trưởng khống thiên địa chi lực sau một mực không có thời gian đi nghiên cứu đi thôi diễn giờ phút này rốt cục có rảnh rỗi mà lại lửa xém lông mày luôn không khả năng một mực dựa vào mạnh nhanh chính hắn đều sẽ cảm giác không được khá y tứ một đường trầm mặc hành tẩu giang giật không còn có xuất thủ chặn đường tiên thạch đều là mạnh nhanh chặn đường hắn hỗ trợ chân chạy trợ thủ đào tiên thạch nửa ngày một ngày hai ngày thiên ma sơn thật phi thường lớn đi lại bốn ngày Mạnh Nanh đã giúp Giang Giật đào lấy cần thiết tiên thạch, hai người cũng đủ 10 ngày nhiệm vụ cần thiết. Bất quá Mạnh Nanh không có hướng đi trở về, thằng tắc trở về tốc độ rất nhanh, thêm tích lũy một chút tiên thạch, đằng sau có thể thoải mái hơn. Tỷ như hai người tập hợp đủ nửa năm cần thiết tiên thạch, lần sau liền có thể nửa năm sau lại đến giao. So với tại Hồng Mông thế giới, Mạnh Nanh càng ưa thích tại Tiên Ma Sơn, bởi vì giống như hắn một lần nộp lên 10 năm cần thiết tiên thạch, hắn có thể tại Tiên Ma Sơn an nhàn tu luyện 10 năm ở đâu đều là tu luyện, tại tiên ma sơn không hạn chế tự do, sở dĩ chỉ cần đi an toàn sơn phong phục dịch cùng ở bên ngoài cũng không có khác nhau, không thể nghi ngờ thiên ma phong tựu rất an toàn. Giang giật trầm mặc đi theo mạnh nhanh tiến lên, ngoại trừ đào tiên thạch lúc, hắn một mực trầm mặc thôi diễn, thỉnh thoảng lặng yên ngưng tụ một chút thiên địa chi lực, đem trong đầu các loại nghĩ biện pháp xác minh. Mạnh nhanh không đi quản giang giật, bởi vì giang giật tu luyện đường đi, cùng hắn thậm chí tiên vực người hoàn toàn khác biệt, hắn không dám loạn chỉ điểm. Giang giật mặt ngoài cảnh giới nhìn phi thường thấp, lại có thể nhẹ nhõm bóp chết thượng tiên, giống như tại giang giật cái kia trong không gian, giang giật đều có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Ngươi nói hắn làm sao dám chỉ điểm giang giật? Đến đằng sau giang giật hoàn toàn yên lặng tiến vào, thế mà đều không đi đào tiên thạch, như một cỗ cái xác không hồn đi theo mạnh nhanh. Mạnh nhanh cũng không trách hắn, ngược lại có chút chờ mong, chẳng lẽ giang giật có rõ ràng cảm ngộ hắn thật có thể tìm hiểu ra thần thông, chặn đường một chút tiên thạch? Đi không sai biệt lắm cần phải trở về. Đi 7 ngày, Mạnh Nanh quyết định đi trở về, lần thứ nhất nộp lên tiên thạch cần bảo hiểm ta. Lần này bọn hắn đạt được tiên thạch đầy đủ một tháng, hai người có thể một tháng không cần lên giao, lần sau có tầm một tháng thời gian có thể thu được càng nhiều tiên thạch. Giang giật bị giật mình tỉnh lại, nhìn Mạnh Nanh một chút, nhưng không có lên tiếng đi theo Mạnh Nanh đi trở về, sau đó tiếp tục hai mắt thất thần, cái xác không hồn đi lại. Mạnh Nanh khẽ lắc đầu, Giang giật thật đúng là một cái võ si dạng này cũng có thể lĩnh hội bị đánh gãy lợi mã còn có thể lập tức tiến vào lĩnh hội trạng thái đường trở về mạnh nanh lượn quanh một chút đường dạng này có cơ hội thêm đào một chút tiên thạch dù sao bất kỳ địa phương nào đều có thể có tiên thạch phun trào chỉ cần không phải tái diễn đường đều có cơ hội lấy được tiên thạch ông đi lại nửa ngày phía sau mặt đất đột nhiên chấn động mạnh nanh đột nhiên quay đầu biến ảo ra bản thể cái đuôi thoáng cái liền đem giang giật cho quét bay đi hưu giang giật đứng mặt đất băng liệt mà ra đầy trời tiên thạch phát ra, mạnh nên con người màu đen con sáng lên, lần này phun trào tiên thạch số lượng rất nhiều a, à, ít nhất có hơn ngàn mai. Suy suy, cái đuôi của hắn hướng tiên thạch dày đặc nhất không gian quét tới, nhưng vào thời khắc này, hắn phát hiện sau lưng không gian một trận dị động, sau đó một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên hướng hắn trên không chộp tới. Hắn cái đuôi còn không có quét chúng tiên thạch, cái kia to lớn tay tựu nhẹ nhõm bắt lấy mấy bách tiên thạch rụt trở về phanh 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 phanh, cái đuôi của hắn đem hơn 100 tiên thạch quét bay, hắn không lo được đi đào tiên thạch, ánh mắt đột nhiên hướng về sau mặt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cái đại thủ trưởng biến mất, giang giật thân thể bay đi, đem hơn 300 tiên thạch từng cái chộp trong tay. Cái này, mạnh nanh chấn kinh ngạc nhìn qua giang giật, nháy nháy mắt có chút không dám tin, nguyên bản hắn không có phóng bao nhiêu hy vọng, coi như giang giật có thể tìm hiểu ra ít nhất cũng phải mấy tháng, một hai năm a mà lại lính hội thần thông cũng sẽ không quá mạnh, một lần có thể bắt mấy mai tiên thạch tựu nghịch thiên. Lúc này mới mấy ngày thời gian thế mà tụ tìm hiểu một loại thần thông, có thể vô lấy tiên thạch duy nhất một lần còn có thể bắt mấy trăm. Giang giật, người làm sao làm được, hắn không có đi thu lấy tiên thạch chạy như bay đến, cẩn thận nhìn vài lần giang giật trong tay tiên thạch, xác định là thật không phải là huyến tượng, càng thêm tò mò. Rất đơn giản a giang giật đem tiên thạch thu nhập trong không gian giới chỉ về sau, giải thích nói ngươi không phải nói thiên địa chi lực là vô hình không có thực thể sở dĩ không thể bắt lấy tiên thạch sao ta để thiên địa chi lực ngưng kết biến thành một cái thực thể đại thủ sở dĩ liền có thể bắt lấy tiên thạch thực thể đại thủ mạnh nhanh vừa rồi không thấy rõ ràng một cái nhìn chằm chằm tiên thạch giờ phút này mới phản ứng được hắn hồi tưởng một lần giống như giang giật vừa rồi ngưng tụ bàn tay lớn kia thật là thực thể a ngươi làm sao làm được mạnh nhanh lần nữa hỏi một câu lần này biểu lộ không phải chấn kinh ngạc, mà là xem quái thai nhìn xem giang giật. Bởi vì không chỉ là hắn, đại bộ phận thượng tiên đều rất ít có thể đem thiên địa chi lực ngưng tụ thành thực thể, chỉ có thực lực cường đại thượng tiên có lẽ thiên tiên mới có năng lực này. Trọng yếu nhất chính là, giang giật cái này lĩnh hội thời gian cũng quá ngắn quá ngắn đi, những cái kia có thể đem thiên địa chi lực ngưng tụ thành thực thể, cái kia không phải tu luyện mấy chục vạn năm thượng tiên giang giật xuất sinh đến mới bao nhiêu năm. Giang giật cũng không hiểu trong đó đạo đạo, hắn mơ hồ nói rất đơn giản a à, nghĩ biện pháp đem thiên địa chi lực ngưng kết để thiên địa chi lực thực thể hóa không được sao chỉ đơn giản như vậy mạnh nhanh lần nữa tỉnh tỉnh hiểu vấn đạo đạt được giang giật xác định về sau hắn vuốt vuốt mặt nói ra người lại phóng thích một lần nhìn xem tốt giang giật trong tay sáng lên ánh sao lấp lánh thiên địa chi lực ở lòng bàn tay lưu chuyển vần quanh hắn dừng một chút sau đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường vô số thiên địa chi lực bị hắn đánh ra, trên không trung hình thành một cái bàn tay lớn trong suốt. Bàn tay này bề ngoài thoạt nhìn là trong suốt, nhưng tựa hồ có thực thể gào thét mà đi. Quả nhiên đã tiếp cận thực thể, mạnh nanh thần thức khóa chặt cái kia bàn tay lớn trong suốt, nội tâm khuấy động cũng không còn cách nào che giấu. Miệng của hắn tấm đến lão đại, chờ giang giật thu hồi thiên địa chi lực về sau, hắn giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói, quái thai liền là quái thai, giang giật, về sau ta theo ngươi lăn lộn. Người có như thế thủ đoạn, về sau chúng ta cũng không tiếp tục thiếu tiên thạch, chúng ta có thể nhẹ nhõm giảm hình phạt, nói không chừng mấy trăm năm liền có thể khôi phục tự do. Được rồi, không có vấn đề. Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, ngượng ngùng sờ lên đầu. Hắn có chút không hiểu thấu, không phải liền là cảm ngộ mộ một cái thần thông sao mạnh nanh phản ứng làm sao khoa trương như vậy. mươi 2175, dưới hông chi nhục. Thiên địa chi lực thực thể hóa khó khăn như vậy. Nghe xong mạnh nanh sau khi giải thích, Giang giật càng thêm không giải thích được, bởi vì hắn cảm giác thiên địa chi lực ngưng tụ cũng không khó khăn. Vì sao thượng tiên cần tốn hao mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể ngưng tụ? Mạnh nhanh xem Giang giật vẫn là không hiểu dáng vẻ, lần nữa giải thích nói, có thể hay không để thiên địa chi lực thực chất hóa, đây là một cái thượng tiên phải trăng cường đại tiêu chuẩn. Bởi vì thiên địa chi lực càng ngưng tụ, lực công kích tựu càng biêu hán, vô luận lại xảo diệu tiên thuật, đều bù không được tuyệt đối lực lượng. Người đem thiên địa chi lực ngưng tụ, Người mỗi lần công kích có thể điều động thiên địa chi lực càng nhiều, trực tiếp có thể nghiền ép địch nhân. A à nha, Giang giật nhẹ gật đầu trầm mặc xuống, cẩn thận hồi tưởng một hồi lâu mới phản ứng được, như có điều suy nghĩ ở trong lòng thì thào, chẳng lẽ là bởi vì của ta thế giới này. Bình thường thượng tiên trưởng khống chính là thiên địa ở giữa thiên địa chi lực, mà hắn trưởng khống chính là mình thế giới thiên địa chi lực. Lực lượng này tựa như hắn thần hạch bên trong thiên lực, hắn muốn làm sao trưởng khống tựu làm sao trưởng khống? Mà cái khác thượng tiên lại không được nhất định phải từ thiên địa bên trong tụ tập thiên địa chi lực, lại nghĩ biện pháp ngưng kết dung luyện. Đây là có bản chất khác biệt, thượng tiên có thể trưởng khống thiên địa chi lực, nhưng nói cho cùng thiên địa chi lực là thiên địa, là của người khác. Giang giật lại có thể nói hắn thế giới thiên địa chi lực là của hắn, hắn đối thế giới kia có tuyệt đối lực khống chế. Sở dĩ, hắn đem thiên địa chi lực ngưng kết dung luyện cũng không khó khăn, tựa như cô động thiên lực, chỉ là hao tốn mấy ngày thời gian đã tìm được biện pháp cùng phù hợp điểm, đem thiên địa chi lực ngưng luyện mấy lần, đã tiếp cận thực thể hóa. Cụ thể là duyên cớ gì, Giang giật cũng nghĩ không thông. Dù sao là chuyện tốt, thành công có thể làm cho hắn hóa giải trước mắt khốn cục, chỉ cần có thể nhanh chóng đạt được tiên thạch, hắn không chỉ có nhiều thời gian hơn tu luyện, còn có thể rút ngắn thời hạn thi hành án, sớm ngày thu hoạch được tự do. Mạnh nanh mừng rỡ mang theo Giang giật đi trở về, Giang giật thì tiếp tục trầm mặc trầm tư, đem ngưng kết thiên địa chi lực thần thông vững chắc, đồng thời tăng thêm một bước. Cái này thiên địa chi lực ngưng kết không chỉ có riêng đại biểu có thể vồ lấy càng nhiều tiên thạch, còn có thể tăng lên chiến lực. Hắn để thiên địa chi lực thêm ngưng kết mấy phần, mỗi lần có thể động dụng thiên địa chi lực hội càng nhiều, đến lúc đó dốc hết toàn lực, mặc kệ địch nhân đến cỡ nào xảo diệu thần thông tiên thuật, trực tiếp dùng lực lượng cường đại nghiền ép. Một đường bôn tẩu, tại tiểu nửa ngày sau lại lần tao ngộ tiên thạch phun trào, mạnh nhanh trước tiên nhắc nhở Giang giật nói, Giang giật, chú ý thu tiên thạch. Tốt, Giang giật đôi mắt quang mang lấp lánh, lập tức ngưng tụ thiên địa chi lực, chờ mạnh nhanh xuất thủ về sau, hắn hướng trên không trung đánh ra một cái đại thủ trường, thoáng cái đem hơn 100 mai tiên thạch cho bao hết đi vào, sau đó nhanh chóng thu hồi lại, thân thể bay vụt mà lên nhanh chóng thu lấy. Thoải mái a, à, mạnh nhanh đem đánh đi ra ba mươi mấy mai tiên thạch thu hồi về sau, đi tới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, giang giật, người cái này quá dễ dàng, ta đều muốn chịu lấy đau mới có thể làm ba mươi mấy mai, người lần này tựu hơn 100, không đủ ngươi số lẻ. Hắc hắc, đi thôi, Giang giật cười cười, nội tâm triệt để yên tâm lại, chỉ ít tại tiên ma sơn sẽ rất an toàn. Tự xem làm thế nào chiếm được càng nhiều tiên thạch, sớm đi khôi phục tự do trở lại hồng mông thế giới cùng hắn Giang giới đi. Hai người một đường thẳng tắp hướng mạch kín bôn tẩu, trên đường lại tao ngộ mấy lần tiên thạch phun trào. Hai người an nhàn thu lấy, chờ trở, trở lại thiên ma lâu đài phụ cận lúc, hai người đã tích lũy gần hai vạn tiên thạch. Mạnh nhanh đại ca, tiên thạch toàn bộ cho ngươi, ngươi giúp ta giao đi, chúng ta đồng dạng là được giang giật tại thiên ma lâu đài bên ngoài trăm dặm ngừng lại đem tiên thạch toàn bộ giao cho mạnh nanh cái sau nghĩ nghĩ minh bạch giang giật ý tứ giang giật đây là muốn điệu thấp làm việc dù sao hắn một cái thượng tiên đều không phải là phàm nhân thoáng cái xuất ra nhiều như vậy tiên thạch khó tránh khỏi bị người kinh nghi lần này tiên thạch mạnh nanh thu lấy nhiều lắm giang giật cũng không có làm ra quá lớn cống hiến nhưng mạnh nanh phi thường vui lòng cùng giang giật cùng tiến lên giao mặc dù giang giật so với hắn nhiều gấp đôi tiên thạch nhìn rất ăn thiệt thòi nhưng về sau giang giật thu lấy tiên thạch tốc độ là hắn mấy lần hắn kiếm bộn tiện nghi a à, có người mạnh nanh cùng giang giật đến tòa thành bên ngoài lúc phát hiện vừa vặn có ba người đi tới ba người này đều là thượng tiên xem ra đều rất trẻ trung phía trước nhất một cái một đầu tóc vàng trong đôi mắt đều là kiệt ngạo bất tuần thần sắc nhàn nhạt nhìn lướt qua mạnh nanh cùng giang giật đều là khinh thường cũng không để ý nhìn thoáng qua hướng nơi xa đi đến giang giật điệu thấp ta là đông điện người Mạnh nanh nhìn thấy cái này người trẻ tuổi tóc vàng con người màu đen có chút co rụt lại, đầu thấp xuống, đáng tiếc bọn hắn muốn điệu thấp, sự thật lại không bằng bọn hắn nghĩ tốt đẹp như vậy. Trước mặt tóc vàng tuổi trẻ thượng tiên không có để ý bọn hắn, phía sau hai người nhìn lướt qua về sau, một người ánh mắt khóa chặt giang giật kinh nghi nói ra, phạm nhân phạm nhân làm sao đến tiên ma núi đến chẳng lẽ là. Không mông thế giới cái kia giang giật, giang giật, trước mặt tóc vàng khôi ngô nam tử ngừng lại, ánh mắt khóa chặt giang giật đôi mắt dần dần trở nên lạnh hắn trầm giọng nói ra xác định không sai một cái khác thượng tiên nhìn lướt qua mạnh nanh nói ra đây cũng là hắc giáp thú bắc điện hộ điện linh thú mạnh nanh trước mấy ngày ta nhận được tin tức giống như mạnh nanh cùng giang giật tự được đưa đến thiên ma phong phục dịch nguy rồi mạnh nanh sắc mặt hơi đổi cùng giang giật thúc giục nói giang giật chớ để ý bọn hắn tiến nhanh trong thành bảo đi giang giật không muốn gây chuyện cũng không dám gây chuyện không có xem ba người đi theo mạnh nanh tăng tốc bước chân hướng bên trong đi đến dừng lại tóc vàng khôi ngô thượng tiên quát lạnh một tiếng phía sau hắn hai cái thượng tiên thân thể lóe lên ngăn cản giang giật cùng mạnh nanh tóc vàng khôi ngô công tử lãnh mâu nhìn xem giang giật nói ngươi chính là giang giật bị người điểm danh giang giật cũng không thể làm tôn tử không bằng hắn vẫn là cố nén chắp tay nói tại hạ liền là giang giật ba vị đại nhân có chuyện gì sao có việc tóc vàng thượng tiên một mặt lạnh buốt cư cao lâm hạ liếc nhìn giang giật vài lần nói ngươi rất lợi hại a, à, nghe nói đem kim lệ thượng tiên giết đi để cổ cương đại nhân mất hết thể diện, hình xử đại nhân vị trí cũng bị mất. giao chỉ cùng cô phi thượng tiên đều bởi vì ngươi, giờ phút này bị long dương tôn sứ chân áp ở bên dưới giới. Ây, giang giật cùng mạnh Nanh có chút kinh ngạc, cổ cương hình xử đại nhân vị trí thật không còn cô phi cùng giao trì thượng tiên bị chân áp tại hạ giới, xem ra lần này long dương tôn sứ xử phạt đến rất ác độc a. À. mạnh Nanh phản ứng rất nhanh chắp tay nói ra vị này là thanh hộc đại nhân a à, những chuyện kia đều là tin đồn giang giật tụ một phàm nhân nào có lớn như vậy năng lực ba vị đại nhân chê cười hai người chúng ta còn muốn giao nhiệm vụ ba vị đại nhân chúng ta đi trước một bước cáo từ cáo từ giang giật tính khí nóng nảy mạnh nanh sợ cùng cái này ba cái thượng tiên lên xung đột sớm nói tiếp nói hắn ngữ khí phi thường khiêm cung ăn nói khép nép hừ thanh hộc thượng tiên lạnh lùng hừ một cái ánh mắt nhìn về phía một người khác cái sau đã hiểu, nâng lên một cái chân chỉ mình dưới hông nói ra, hai người các người muốn đi cũng được, theo cái này bỏ qua đi, nếu không. Hừ hừ, bá bá bá, mạnh nhanh cùng giang giật sắc mặt đại biến, ba người này lại để cho bọn hắn theo dưới hông bỏ qua đi, đây chính là vô cùng nhục nhã. a Ba người ý nghĩ phi thường rõ ràng, bọn hắn nói rõ muốn giúp đông điện lấy lại danh dự. Giang giật cùng mạnh nhanh giống như theo bọn hắn dưới hông chui qua, sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tiên vực, đồng điện bên kia thượng tiên đều có thể mở mày mở mặt. chương 2176, Thượng Tiên Bảng Giang giật tại chỗ sắc mặt tổ trở nên cực kỳ âm trầm, đối đến địch nhân hắn cho tới bây giờ ngươi sẽ không cho sắc mặt tốt, sĩ khả sát bất khả nhục, không phục tụ làm. Mạnh nanh cũng không dám động thủ, bởi vì hắn biết rõ cái này thanh học thượng tiên bối cảnh, cũng biết chiến lược của hắn, hắn nhếch miệng cười làm lành nói, ba vị đại nhân, dạng này thì không cần đi, gia phụ là mạnh hận, cho chút thể diện có thể không mạnh hận tính là cái gì chứ? Thanh hộp thượng tiên cười lạnh một tiếng nói, mạnh nanh, người biết tính tình của ta, chọc giận ta không có kết cục tốt, chui qua việc này như vậy coi như thôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi, mạnh nanh sắc mặt đại biến, nhục nhã hắn không tính sự tình, liền phụ thân hắn cùng một chỗ nhục nhã, cái này khiến hắn không cách nào nhịn được nhường. Hắn lạnh giọng quát to, thanh hộp thượng tiên, người muốn làm gì chẳng lẽ người nghĩ thiên ma phong động thủ giết người không thành. Mạnh nanh thanh âm đặc biệt lớn, vang vọng phương viên người giảm hắn đây là cố ý tòa thành đại môn quả nhiên lập tức mở ra tường hoa thượng tiên cầm một cái lục sắc roi đi ra lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái nói các ngươi chơi cái gì nghĩ nháo sự sao nhìn thấy tường hoa thượng tiên roi trong tay thanh hộp thượng tiên sắc mặt trầm xuống sau đó miễn cứng cười nói làm sao lại chúng ta cùng mạnh nanh huynh đệ nói đùa đâu đi thôi các huynh đệ thanh hộp mang theo hai vị thượng tiên đi cuối cùng nhàn nhạt nhìn lướt qua giang giật bị nhìn lướt qua giang giật cảm giác linh hồn đau xót mặc dù không có ngục sứ đại nhân khủng bố như vậy, nhưng thanh hộp thượng tiên ý tứ hết sức rõ ràng việc này còn chưa xong. Ai, Giang giật khe khẽ thở dài, tại này thiên ma phong phục dịch đều không được an bình a, à, xem ra sau này thời gian sẽ khá khó qua. Bên kia mạnh nanh hướng tường hoa thượng tiên đi đến, cười khổ chắp tay nói, tường hoa đại nhân, đa tạ giải vây, thanh hộp thượng tiên quá bá đạo. Ha ha, hắn không bá đạo cũng sẽ không xảy ra cái này. Tường hoa thượng tiên cũng cười khổ nói ra, lần sau gặp được bọn hắn, các người lập tức đi vòng qua, hoặc là phát tín hiệu mời chúng ta xuất động. Tuyệt đối đừng động thủ, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, một khi náo ra đại sự, ta không gánh nổi các ngươi. Được, chúng ta nhớ kỹ, mạnh nanh nhẹ gật đầu, mang theo giang giật đi vào, nộp lên gần 2 vạn tiên thạch. Hai người một ngày cần giao 300, cái này nộp lên gần 2 vạn tiên thạch, tự an nhàn qua 2 tháng. 2 tháng. Giang giật cùng mạnh nanh có thể đạt được càng nhiều tiên thạch, dạng này tự có thời gian tu luyện nghỉ ngơi, không cần vội vàng tấp nập gấp trở về tường hoa thượng tiên lặp đi lặp lại dặn dò một phen mạnh nanh mang theo giang giật rời đi lần này đồng dạng đi đông bắc một bên bên kia tiên thạch tương đối nhiều mấu chốt chính là thanh hộc thượng tiên bọn hắn đi chính là biên giới tây nam vừa vặn tương phản sẽ không tao ngộ bên trên đi mau mạnh nhanh sợ thanh hộc thượng tiên bọn người ở tại phụ cận ôm cây đợi thỏ vừa ra tòa thành ngay lập tức mang theo giang giật chạy vội hai người một hơi phi bôn mấy chục vạn lý mạnh nanh thần thức một mực tại dò xét xác định không có người truy tung sau mới thở ra một hơi thật dài tiếp tục đi mạnh nanh vẫn là không dám chủ quan hắn phi thường tinh tường thanh hộc thượng tiên bối cảnh cùng chiến lực hắn là tuyệt đối không thể đối địch giang giật có thể hay không đối địch vậy cũng không biết bởi vì giang giật ở bên ngoài chiến lực cũng không mạnh nơi này không gian như thế vững chắc giang giật làm sao có thể tiến vào trong thế giới của hắn ở bên ngoài giang giật chỉ là một phàm nhân làm sao có thể cùng thượng tiên khai chiến Giang giật một mực trầm mặc không nói, đi theo mạnh nhanh tiến lên, hai người coi như trên đường có tiên thạch đều không có đảo đi, trừ phi tao ngộ tiên thạch phun trào mới có thể nhanh chóng thu thập. Cứ như vậy dòng dã thẳng tắp bôn tẩu đại nửa ngày, hai người cũng không biết bôn tẩu bao xa, mạnh nhanh ngừng lại nói ra, sẽ không có chuyện gì, coi như thanh học muốn đuổi giết chúng ta, chúng ta chạy trốn xa như vậy cũng rất khó tìm đến chúng ta. Này thiên ma phong phi thường lớn, tốc độ của chúng ta đều bị hạn chế, muốn tại thiên ma phong đi một vòng không có một hai năm là không thể nào. Ừm ừm, một hai năm thời gian mới có thể đi khắp thiên ma phong, cái này xác thực rất khó tìm đến. Lại nói bọn hắn cũng không phải nguyên địa đứng đấy bất động, nghĩ như vậy đến tao ngộ tỷ lệ thì càng nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, mạnh đại ca, người kia thực lực rất cường đại. Rất mạnh, mạnh nhanh gật đầu nói, thanh hộp có phụ thân là một cái thiên tiên, vẫn là xếp hạng 18 thiên tiên, hắn có một cái đại bá cũng là thiên tiên, xếp hạng 12, chính hắn tại thượng tiên bảng xếp hạng top 500. Thượng tiên hết thảy hơn 10 vạn, người nói mạnh không mạnh. Còn có thượng tiên bảng giang giật sờ lên cái mũi, hỏi kia mạnh đại ca xếp hạng bao nhiêu a? À? Ta mạnh nhanh cười khổ một tiếng nói, thượng tiên bảng chỉ xếp hạng trước 1 ngàn, ta không có tư cách lên bảng, phụ thân ta ngược lại là xếp hạng trước 100. a à nha, giang giật có chừng ta rõ ràng, thiên tiên xem ra tại tiên vực là tuyệt đối cường giả. Hơn 10 vạn tiên nhân thiên tiên cũng chỉ có 36 cái, có thể thấy được thiên tiên đột phá độ khó đến cỡ nào khó khăn. Toàn bộ tiên vực thượng tiên mới là chủ lực, sở hữu mới có thượng tiên bảng, đoán chừng xếp hạng top 500 thượng tiên tại tiên vực địa vị đều phi thường cao đi. Thiên tiên thật chỉ có 36 cái sao giang giật có chút hoài nghi, dù sao tiên nhân có được vô tận tuế nguyệt, rất nhiều thượng tiên đều sống mấy trăm vạn năm, không có khả năng một mực không đột phá nổi a. À. Tự nhiên không chỉ, mạnh nhanh thấp giọng giải thích nói, bất quá đứng hàng tiên ban chỉ có 36 cái, đứng hàng tiên ban có thể hưởng thụ vạn tiên triều bái, nhưng cũng nhất định phải giữ gìn tiên vực ổn định, có rất nhiều quy củ. Sở dĩ một chút thượng tiên đột phá cũng không có báo cáo, trở thành tán tiên, phân du tứ hải, chiếm cứ một chút động tiên phúc địa, hoặc là hạ giới thu đệ tử, mừng rỡ tiêu giao tự tại. Hạ giới, lần nữa nghe được cái từ này, giang giật nội tâm nghi hoặc cũng không còn cách nào che giấu, hắn thấp giọng hỏi, mạnh đại ca, ngoại trừ hồng mông thế giới bên ngoài, còn có còn lại thế giới sao? Đương nhiên là có, mạnh nanh truyền âm nói, bất quá hạ giới người là không có tư cách biết đến, ta cũng không thể nói cho ngươi. Chờ ngươi chừng nào ngưng tụ tiên thể mới có tư cách biết rõ, ta chỉ có thể nói cho ngươi hạ giới có rất nhiều, nếu không. Tiên vực tiên nhân làm sao tới? a à, nha, giang giật bừng tỉnh đại ngộ, xem ra toàn bộ thế giới so với hắn trong tưởng tượng phải lớn. Hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, cũng không tốt kỳ, càng không muốn đi các giới du ngoạn. Hắn liền tiên vực đều không muốn ở lại, chỉ muốn phục dịch hoàn tất về sau, trở lại hồng mông thế giới, trở lại giang giới đi. Đi thôi, mạnh nanh vung tay lên, hướng phía trước mới bay chạy mà đi, bôn tẩu một khoảng cách, hắn hưng phấn nói ra, lần này chúng ta có hai tháng, chúng ta có thể làm mấy chục vạn tiên thạch, vận khí tốt giống như tao mộ tiên thạch đại phun trào, chúng ta nói không chừng có thể được đến mấy trăm vạn tiên thạch. Chờ lần sau giao tiên thạch về sau, chúng ta tự có rất nhiều năm nhàn nhã thời gian. Tốt, giang giật trùng điệp gật đầu, làm cho tiên thạch càng nhiều, bọn hắn thời gian tựu càng dư giả. Các loại chờ thời gian dư giả, bọn hắn liền có thể tập hợp đủ càng nhiều tiên thạch, đến lúc đó liền có thể dùng để giảm hình phạt. Tâm hắn niệm yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, liếc nhìn tại giang giới bên trong an nhàn sinh hoạt thân nhân tộc người các bằng hữu trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng thì thào nói ra, đại gia chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, rất nhanh. chương 2177, không thể giết người. Về sau một đoạn thời gian, Giang giật cùng mạnh nanh trôi qua rất an nhàn. Hai người một đường hướng đông bắc bên cạnh bôn tẩu, bên này tiên thạch phun trào tần suất rất cao, giang giật bắt lấy tiên thạch kỹ xảo càng ngày càng cao diệu, đến đằng sau đều không cần mạnh nanh xuất thủ. Mỗi lần mạnh nanh phát giác được tiên thạch phun trào, giang giật hội trước tiên ngưng tụ ra một cái đại thủ, sau đó đột nhiên hướng tiên thạch phun trào địa điểm trùng tới. Dạng này có thể đem đại bộ phận tiên thạch một mẻ hốt gọn, cho dù có một chút cá lọt lưới, mạnh nanh ở phía trên dùng vẫy đuôi một cái, cơ bản có thể đem sở hữu tiên thạch đều lưu lại. Này thiên ma phong đông bộ tiên thạch phun trào cũng rất nhiều, ít thì gần trăm, nhiều thì hơn một ngàn, giang giật cùng mạnh nanh bình quân xuống tới mỗi ngày có ba bốn ngàn tiên thạch. Giống như theo cái tốc độ này xuống dưới hai tháng tự có hai mươi vạn, đầy đủ hai người một năm dưới nhiệm vụ mức. Giang giật tiếp tục suy nghĩ biện pháp ngưng kết dung luyện thiên lực, đồng thời hắn còn ngẫu nhiên hấp thu tiên ma sơn thiên địa linh khí để nhục thân cường đại. Không sai, để nhục thân cường đại, Mạnh nanh bước bách tại thiên quy không thể nói cho hắn biết rất nhiều chuyện, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hắn phát hiện tiên vực thiên địa linh khí cùng hạ giới khác biệt, nơi này thiên địa linh khí có chất khác nhau, nhập thể sau có thể làm cho nhục thân nhanh chóng trở nên cường đại, có lẽ các loại chờ ôn dưỡng một đoạn thời gian, hắn đều có thể ngưng tụ tiên thể. Trừ cái đó ra, Giang Giật cũng không có đi cảm giác ngộ thiên địa pháp thì loại hình, bởi vì cảm giác ngộ thiên địa pháp thì cũng sẽ không để hắn trở nên càng cường đại, hắn lựa chọn đi hoàn thiện hắn trong thế giới thông thiên đại trận thế giới của hắn đại trận chỉ là tạo dựng một cái xương cốt đồng thời cái này xương cốt còn chưa hoàn chỉnh chế tạo thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực tốc độ quá chậm quá chậm hắn trước kia liền muốn từng bước hoàn thiện thông thiên đại trận dạng này thế giới của hắn hội càng ngày càng ổn định diễn hóa tốc độ càng lúc càng nhanh toàn bộ thế giới lại không ngừng biến lớn cuối cùng biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới